Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 186. Mà lúc này, những cao thủ linh tộc lại hưng phấn không thôi, bởi vì có Diệp Huyên trong bóng tối hỗ trợ, bọn họ đã nắm ưu thế tuyệt đối. Tiếng nói của Linh Thiên cầm đầu đột nhiên vang lên, giết. Giết. Vừa dứt lời, các cao thủ của linh tộc lập tức xông về phía cao thủ cổ tộc. Tộc trưởng Cổ Minh của cổ tộc ở bên cạnh đột nhiên nói, rút về cổ giới. Rút lui. Giao đấu ở chỗ này cực kỳ bất lợi cho bọn họ. Nghe thấy lời của Cổ Minh, những cao thủ cổ tộc ở đây thi nhau lùi lại. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên lại ra tay. Vèo. Một thanh kiếm xuất hiện ở giữa đám người, khi mọi người phát hiện, thanh kiếm này đã bay đến trước mặt một cao thủ hóa tự tại. Rõ ràng cao thủ hóa tự tại này đã có chuẩn bị tâm lý, trong khoảnh khắc kiếm Thanh Huyên xuất hiện, ông ta bỗng nhiên tung ra một cú đấm. Lựa chọn cứng rắn đón đỡ. Đương nhiên, cũng không thể không cứng rắn đón đỡ, bởi vì tốc độ kiếm của Diệp Huyên thật sự quá nhanh. Quỳnh. Trong tầm mắt mọi người, kiếm Thanh Huyên trực tiếp phá vỡ nắm đấm của cao thủ hóa tự tại kia, nhưng cũng chỉ trong chớp nhoáng này, cao thủ hóa tự tại kia đã lùi ra ngoài mấy vạn trượng. Kiếm Thanh Huyên đâm vào hư không. Trong bóng tối, chân mày Diệp Huyên hơi nhíu lại, hắn phát hiện, nếu đối phương có phòng bị, hắn vẫn khó mà dễ dàng giết chết một cao thủ hóa tự tại trong chớp nhoáng. Đáng tiếc. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên trở lại trong tay hắn. Mà lúc này, đám người Cổ Minh đã đang nhanh chóng lui về cổ giới. Mà khi bọn họ một lòng muốn lui, không còn ham chiến, đám người Linh Thiên căn bản không cách nào bắt bọn họ. Thoáng chốc, đám cao thủ cổ tộc đều lùi về cổ giới. Bên ngoài cổ giới, sắc mặt Linh Thiên rất khó coi, thật ra người khiến nàng ta lo lắng không phải là cổ giới này, mà là công chúa linh giới kia, bởi vì công chúa linh giới lấy được tiểu tháp của Diệp Huyên, nếu để cho công chúa linh giới tu luyện trong đó một khoảng thời gian. Nàng ta không dám nghĩ tiếp nữa. Diệp Huyên cũng hơi nhíu mày lại. Hắn biết sự khủng bố của tiểu tháp, nếu để cho người phụ nữ kia tu luyện bên trong mấy tháng, e rằng khi đối phương đi ra đã là phá giới cảnh vô địch. Diệp Huyên nhìn về phía Linh Thiên trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, cổ giới có đồng minh nào không? Linh Thiên gật đầu, tu di giới có quan hệ không tồi với bọn họ. Diệp Huyên lại hỏi, các ngươi thì sao? Linh Thiên lắc đầu, trừ cổ giới ra. Quan hệ giữa chúng ta và các giới khác khá tốt, nhưng bọn họ sẽ không giúp chúng ta đối phó với cổ giới. Diệp Huyên nhìn về phía cổ giới nơi xa, gọi tất cả cao thủ của linh giới đến. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyên gật đầu, chúng ta phải để cổ giới hiểu rõ một chuyện, đó chính là chúng ta không giết được công chúa linh giới kia, vì thế, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bọn họ nhìn thấy quyết tâm của chúng ta. Kể từ đó, chắc chắn nội bộ cổ giới sẽ nảy sinh ý kiến khác nhau. Bởi vì nếu bọn họ lựa chọn liều chết với chúng ta, vậy kết quả chính là hai bên ngọc nát đá tan. Một khi đã như vậy, cho dù cuối cùng cổ giới có thể thắng, bọn họ cũng sẽ bị thế lực khác nuốt chửng. Linh Thiên hỏi, nếu bọn họ thật sự lựa chọn đánh một trận thì sao? Diệp Huyên cười nói, vậy thì đánh thôi. Bởi vì bây giờ linh giới cũng không có lựa chọn nào khác rồi. Không phải sao? Linh Thiên im lặng. Như Diệp Huyên nói, linh giới quả thật không còn lựa chọn nào khác nữa. Nếu không đánh một trận, một khi cho công chúa linh giới kia thời gian trưởng thành, vậy chắc chắn sau này linh giới sẽ nằm vào thế yếu. Nghĩ đến đây, Linh Thiên đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, tất cả cao thủ của linh giới ta lập tức chạy đến nơi này, còn nữa, lập tức khởi động đại trận trong linh giới, mục tiêu nhằm vào cổ giới. Diệp Huyên nhìn về phía Linh Thiên, đại trận nhằm vào cổ giới. Linh Thiên. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, đại trận của các ngươi mạnh như vậy sao? Có thể đánh vượt giới. Linh Thiên thoáng nhìn Diệp Huyên, rất khó sao? Diệp Huyên. Chỉ chốc lát, vô số cao thủ linh giới ra khỏi linh giới, sau đó đi thẳng đến cổ giới. Không chỉ như vậy, các loại trận pháp trong linh giới đều được khởi động, trong nháy mắt. Trên không trung cổ giới xuất hiện mấy chục hố đen thời không, trong hố đen thời không này là các loại trận pháp của linh giới. Truyền tống thời không. Trừ cái đó ra,
cao thủ của linh giới cũng dồn dập đi đến bên ngoài cổ giới, đều mang suy nghĩ ngọc nát đá tan. Không thể không nói, toàn bộ sáu giới đều khiếp sợ. Bởi vì đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện chiến tranh giữa hai giới. Ai cũng không đánh nổi. Một khi hai giới khai chiến, ảnh hưởng quá to lớn. Mà cho dù ai thắng, cuối cùng vẫn là có lợi cho giới khác. Mà bốn giới còn lại cũng không ngờ linh giới liều như vậy, trực tiếp phát động chiến tranh toàn diện. Bên ngoài cổ giới, Linh Thiên kéo Diệp Huyên sang một bên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nếu thật sự đánh nhau, sẽ có rất nhiều sinh linh ngã xuống. Diệp Huyên trầm giọng nói, các người không còn lựa chọn nào khác rồi đúng không? Linh Thiên trầm giọng nói, người thật sự quen biết Linh Tổ. Diệp Huyên gật đầu. Linh Thiên thoáng nhìn Diệp Huyên, quan hệ tốt không? Diệp Huyên cười nói, tốt. Linh Thiên khẽ gật đầu, nếu Linh Tổ ở đây, nàng ta sẽ không để cho nhiều sinh linh của linh giới bị chết như vậy, phải không? Diệp Huyên im lặng. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, cũng không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyên mỉm cười, ta hiểu rõ ý của ngươi, ngươi yên tâm, linh giới được Tiểu Bạch che chở, vậy cũng đồng nghĩa với được Dương gia ta che chở, nếu ngươi tin ta, vậy thì nghe ta, có thể chứ? Linh Thiên im lặng một lát rồi nói, ta tin ngươi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy kế tiếp nghe ta nói cái gì thì làm cái đó. Linh Thiên gật đầu, được. Lúc này thoáng nhìn sau lưng Linh Thiên, cao thủ của linh tộc đều đã chạy đến. Không thể không nói, linh giới vẫn có rất nhiều cao thủ, phá giới giả có 5 vị, hóa tự tại bên dưới có chừng 18 vị, đạo minh cảnh bên dưới nữa thì nhiều vô số kể. Diệp Huyên quay người nhìn về phía cổ giới, sau đó thản nhiên nói, trong vòng một canh giờ, nếu cổ giới không giao công chúa linh giới ra, linh giới ta sẽ tắm máu cổ giới. Tắm máu cổ giới. Dưới sự giúp sức của huyền khí, giọng nói của Diệp Huyên truyền khắp toàn bộ cổ giới. Linh Thiên thoáng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Cổ giới. Giờ phút này, tất cả cao thủ của cổ giới cũng tề tụ cùng một chỗ. Trong đại điện, sắc mặt các cao thủ cổ giới đều khó coi. Không ngờ linh giới lại dẫn toàn tộc đến, muốn đánh một trận sống còn với cổ giới. Quan trọng nhất chính là, vậy mà cổ tộc lại tổn thất hai cao thủ hóa tự tại. Hai cao thủ hóa tự tại, đây cũng không phải dễ bồi dưỡng. Tất cả trưởng lão trong này đều nhìn về phía Cổ Minh cầm đầu. Vẻ mặt Cổ Minh bình tĩnh, không nói lời nào. Thật ra, ông ta cũng không ngờ chuyện lại phát triển đến mức độ này, linh tộc điên rồi sao? Vậy mà đưa toàn tộc đến muốn đánh một trận sống còn với cổ tộc. Lúc này, một trưởng lão của cổ tộc đột nhiên nói, ta cảm thấy, hoàn toàn không cần thiết đánh trận này. Thứ nhất, chuyện riêng giữa công chúa linh giới và linh giới không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta không có cớ gì ra quân. Thứ hai, giúp công chúa linh giới này liều mạng với linh giới, cổ tộc chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt và lợi ích nào. Nghe vậy, những cao thủ linh tộc ở đây đều gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Cổ tộc không sợ linh giới, nhưng cũng không thể tùy tiện khai chiến với linh giới như vậy được, vì một công chúa linh giới mà liều mạng với linh giới, đây quả thật là hành vi ngu ngốc. Càng ngày càng nhiều cao thủ cổ tộc nơi này tỏ thái độ, đều không tán thành cổ tộc khai chiến với linh tộc vì công chúa linh giới. Cổ Minh vẫn cứ duy trì im lặng. Lúc này, một trưởng lão của cổ tộc nhìn về phía Cổ Minh, tộc trưởng, người thấy thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người nơi đây đều nhìn về phía Cổ Minh, dù sao Cổ Minh cũng là tộc trưởng. Cổ Minh mỉm cười, cho mời công chúa linh giới. Công chúa linh giới. Cổ Minh vừa dứt lời, một cô gái đi vào trong điện, người đến chính là công chúa linh giới. Các cao thủ cổ tộc đều nhìn về phía công chúa linh giới, sắc mặt không tốt đẹp. Bọn họ vốn không có ấn tượng tốt về linh giới, mà bây giờ, cổ tộc lại bởi vì người phụ nữ này mà chọc phải tai họa. Cổ Minh nhìn công chúa linh giới, cười nói, công chúa linh giới dốc hết sức của toàn tộc đột kích, người nói xem, chúng ta giúp hay không giúp người đây. Rất rõ ràng, ông ta muốn nhìn xem công chúa linh giới có chỗ tốt nào cho cổ tộc hay không, nếu có, chuyện gì cũng dễ nói, đương nhiên, chỗ tốt này phải đủ tốt mới được. Công chúa linh giới im lặng một lát, sau đó nàng ta mỉm cười, ta có một món quà muốn tặng cho chư vị. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra,
một tiểu tháp xuất hiện trong tay nàng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu tháp. Linh công chúa cũng chính là công chúa linh giới rất không cam tâm, bởi vì tiểu tháp thật sự quá nghịch thiên. Nhưng là, nàng ta không có sự lựa chọn. Nàng ta hiểu rất rõ, nếu nàng ta không đưa đủ lợi ích, cổ tộc này sẽ không bảo vệ nàng ta. Đương nhiên, mục đích thật sự của việc nàng ta lấy ra tiểu tháp này, thực ra chính là khiến cổ tộc và linh giới giao chiến với nhau. Hơn nữa, chỉ cần tiểu tháp xuất hiện, thì chuyện sẽ trở nên phức tạp. Nếu những thế giới khác biết được công năng nghịch thiên của tiểu tháp này, liệu có buông tha không? Nàng ta không biết, nhưng nàng ta biết, chắc chắn sẽ động tâm. Khi đó, kẻ địch của Diệp Huyên có lẽ không chỉ là cổ tộc. Đơn giản mà nói, tiểu tháp vừa ra, lục giới tất loạn. Mà cổ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ bảo vật trước mắt này. Các cường giả cổ tộc nhìn thấy tiểu tháp, đều nhíu mày lại. Một bên, một ông lão trầm giọng nói, đây là thứ rác rưởi gì? Tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, ngươi mới là thứ rác rưởi. Mắt chó của ngươi bị mù rồi, lão tử chính là tháp đứng đầu trong chư thiên vạn giới. Nghe vậy, sắc mặt ông lão kia trầm xuống, ngươi còn nói năng vô lễ, lão phu sẽ đánh nát thần hồn của ngươi. Tiểu tháp đột nhiên kích động. Đánh nát thần hồn của lão tử. Ngươi có biết ta là người của ai không? À không phải, ngươi có biết ta là tháp của ai không? Ta chính là do thiên mệnh tỷ tỷ tạo ra. Ngươi đụng đến ta một cái thử xem, ngươi thử xem. Nghe vậy, sắc mặt ông lão trở nên u ám, ông ta nắm chặt tay phải. Lúc này, Cổ Minh bỗng nhiên nhìn về phía Linh công chúa, tháp này có tác dụng gì? Linh công chúa cười nói, các vị có thể thử tiến vào tháp. Cổ Minh nhìn thoáng qua Linh công chúa, sau đó dẫn theo mọi người tiến vào tiểu tháp. Một lát sau, mọi người đã xuất hiện trở lại, mà giờ phút này, sắc mặt của tất cả cường giả cổ tộc đều vô cùng nghiêm túc, mà dần dần, vẻ nghiêm túc này trở thành hưng phấn và cuồng nhiệt. Cổ Minh đột nhiên nói, khởi động tất cả đại trận. Mà lần này, trong điện không có bất kỳ người nào phản đối. Trong điện, Linh công chúa khẽ nhếch khóe miệng lên. Trong mắt nàng ta hiện lên vẻ dữ tợn, kiếm tu chết tiệt, ta xem ngươi có chết hay không. Chấm chấm chấm. Với sự khởi động đại trận của cổ tộc, tất cả mọi người đều đã hiểu. Cổ tộc sắp khai chiến với linh giới rồi. Nhưng mà, những giới còn lại rất không hiểu, sao cổ tộc này lại khai chiến với linh giới. Vì một mình linh công chúa. Không bình thường a. Trên bầu trời cổ giới. Sau khi nhìn thấy những đại trận của cổ tộc được thúc giục, sắc mặt Linh Thiên lập tức trầm xuống. Rõ ràng, sự đe dọa của linh giới không có tác dụng. Cổ tộc muốn quyết một trận tử chiến với linh giới. Linh Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, hắn nhìn xuống phía dưới, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, tộc trưởng cổ tộc Cổ Minh xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên và Linh Thiên, ông ta nhìn Diệp Huyên và Linh Thiên. Cười nói, hai vị, các ngươi đây là làm cái gì vậy? Các ngươi cho là cổ tộc ta dễ bị đe dọa vậy sao? Linh Thiên đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, xem ra, Linh công chúa đã tặng tiểu tháp cho Cổ Minh tộc trưởng. Nghe vậy, Linh Thiên híp mắt lại, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, Cổ Minh tộc trưởng, làm cuộc giao dịch, thế nào? Cổ Minh nhíu mày, giao dịch. Diệp Huyên gật đầu, cho người tiểu tháp kia, còn linh giới ta chỉ cần linh công chúa. Nghe vậy, Cổ Minh sững người. Nói láo. Lúc này, linh công chúa đột nhiên xuất hiện, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi cho là cổ tộc sẽ tin lời nói dối của ngươi sao? Diệp Huyên cười nói, ngươi nghĩ sao? Linh công chúa quay đầu nhìn về phía Cổ Minh mỉm cười, linh công chúa đã nói rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Diệp Huyên cười nói, ta là kiếm tu, ta nói sao làm vậy, chỉ cần ngươi giao ra linh công chúa, chúng ta lập tức rút đi, tuyệt đối không khai chiến với cổ tộc, hiện tại không đánh, sau này cũng không đánh, nói được làm được. Cổ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Linh công chúa đột nhiên châm chọc, ngươi cho rằng ngươi như vậy, cổ tộc sẽ tin ngươi sao? Ngươi! Diệp Huyên đột nhiên xoay người nhìn về phía Linh Thiên trưởng lão, lấy Linh Tổ ra thề, chỉ cần cổ tộc giao Linh công chúa ra, chúng ta không chỉ không cần tiểu tháp,
còn không khai chiến với cổ tộc, lập tức rút đi, hơn nữa trong vòng 10 năm, linh tộc không tham gia vào bất cứ việc gì của lục giới. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, người nghiêm túc sao? Diệp Huyên gật đầu. Linh Thiên trầm lặng một lát, sau đó nhìn về phía cổ minh, linh giới ta lấy linh tổ ra thể, nếu cổ tộc bằng lòng giao ra. Diệp Huyên đột nhiên nói, từ từ. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười, đổi một chút, cổ tộc ngươi không chỉ phải giao linh công chúa, còn phải đánh nàng ta tàn phế giao cho chúng ta. Linh công chúa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Cổ Minh đột nhiên cười nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Diệp Huyên trừng mắt nhìn, chuyện thật dễ xử lý, trực tiếp đấu thôi. Cổ Minh híp mắt lại, người đang uy hiếp ta. Diệp Huyên cười ha ha, uy hiếp ngươi. Cổ Minh tộc trưởng, nếu ngươi đã không muốn giao cô gái này ra, vậy chúng ta khai chiến. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng ngón tay cái. Suy. Kiếm Thanh Huyên đột nhiên chém ra. Xa xa, Cổ Minh nheo mắt, ông ta chìa tay phải ra trước, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Ầm. Trong nháy mắt, một lực lượng khủng bố trực tiếp chặn kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên lại. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, thúc giục đại trận. Linh Thiên lập tức nói ngay, khởi động đại trận. Lời vừa dứt, tất cả đại trận trên bầu trời cổ tộc đều khởi động, từng hơi thở khủng bố tập trung khóa lấy cổ giới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thật sự đánh nhau rồi. Cổ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mẹ nó, trong lòng ông ta cũng hết sức cạn lời, đây quả thực là một thằng lỗ mãng. Hai giới khai chiến, nói đánh là đánh, thằng nhãi này biết hai giới khai chiến có nghĩa là gì không? Hay là nói, thằng nhãi này cho rằng hai giới khai chỉ như trò chơi trẻ con? Còn nữa, không phải ông ta cũng không từ chối sao? Thằng nhãi này hiểu thế nào là đàm phán không? Lúc này, một trưởng lão cổ giới đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trưởng lão vội vàng nói, chờ đã. Chờ đã. Diệp Huyên nhìn về phía trưởng lão kia, chờ cái gì? Các ngươi không phải muốn cùng sống chết với linh công chúa này sao? Trưởng lão cổ tộc nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cổ tộc ta nói muốn cùng sống chết với linh công chúa khi nào? Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn về phía Cổ Minh, ta hiểu sai rồi sao? Cổ Minh. Trưởng lão cổ tộc trầm giọng nói, các hạ, những lời ngươi vừa nói có phải thật không? Chỉ cần chúng ta giao ra linh công chúa, các ngươi sẽ rút lui, hơn nữa trong vòng 10 năm linh giới sẽ không ra lục giới. Diệp Huyên gật đầu, thật. Nói xong, hắn nhìn về phía linh công chúa, lúc đầu ta giúp nàng ta lại coi ta là kẻ ngốc, không chỉ lợi dụng ta, còn trào phúng ta, cơn tức này ta có thể nhịn sao? Ta không thể nhịn, ta phải giết chết nàng ta, người nào giúp nàng ta thì chính là kẻ địch của ta và linh giới. Linh công chúa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt kia còn sắc bén hơn kiếm. Trưởng lão cổ giới nhìn thoáng qua Diệp Huyên, chúng ta đồng ý giao nàng ta. Diệp Huyên lắc đầu, các ngươi phải đánh nàng ta tàn phế, sau đó giao nàng ta cho ta. Trưởng lão cổ giới hơi nhíu mày. Diệp Huyên nhìn về phía trưởng lão cổ giới, gằn giọng nói, các ngươi có phải muốn cùng sống chết với nàng ta không? Có phải hay không? Nếu phải, chúng ta hiện tại chiến một trận ngọc nát đá tan. Trưởng lão cổ giới kinh ngạc nhìn Diệp Huyên, mẹ nó, người này bị bệnh à? Một bên, tộc trưởng cổ tộc Cổ Minh nhíu mày lại, đây là kẻ lỗ mãng từ đâu tới? Trưởng lão cổ giới hơi do dự, sau đó nói, chúng ta giao nàng ta ra, các ngươi tự mình giải quyết. Diệp Huyên nhìn chằm chằm trưởng lão cổ giới, không nói lời nào, nhưng ngón tay cái của hắn đã đặt lên kiếm Thanh Huyên. Trưởng lão cổ giới nhìn thấy vậy, khóe miệng hơi giật, ông ta vội vàng nói, vị công tử này, cổ tộc đã nhượng bộ rất nhiều rồi, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên lạnh nhạt nói, cái này gọi là nhượng bộ sao? Trưởng lão, các ngươi bảo vệ nàng ta trước, điều này chẳng khác nào vả vào mặt linh giới ta, mà hiện tại, các ngươi ít nhiều phải ý thức một chút. Cho linh giới ta một cái bậc để bước xuống. Bằng không, chúng ta trở về như vậy, người khác sẽ nhìn linh giới như thế nào? Trưởng lão cổ giới trầm giọng nói, nếu chúng ta giúp ngươi ra tay đối phó linh công chúa, người ngoài lại nhìn cổ tộc ta như thế nào? Rõ ràng, vấn đề bây giờ là mặt mũi. Diệp Huyên mỉm cười, cổ trưởng lão, đổi chỗ khác nói chuyện.
Cổ trưởng lão sững người. Diệp Huyên huyền khí truyền âm, cổ trưởng lão, người hồ đồ à. Hiện tại thứ các người thiếu là mặt mũi sao? Không phải là thời gian. Thời gian. Nghe vậy, đồng tử mắt cổ trưởng lão chợt co lại. Chuyện của tiểu tháp chắc chắn không giấu được nữa, mà bọn họ có thể làm chính là, trong khoảng thời gian có hạn này nhanh chóng lợi dụng tiểu tháp để trở nên mạnh hơn. Bằng không, làm sao giữ được thần vật này? Nghĩ vậy, cổ trưởng lão quay đầu nhìn về phía cổ Minh, hai người dùng huyền khí truyền âm trao đổi. Một lát sau, cổ Minh nhìn về phía Linh công chúa, đắc tội rồi. Lời vừa dứt, cổ Minh và các cường giả cổ tộc lập tức ra tay. Chỉ chốc lát, Linh công chúa đã bị đánh nát thân thể, chỉ còn linh hồn, hơn nữa, linh hồn còn bị một lực lượng mạnh mẽ giam cầm. Trưởng lão cổ tộc trực tiếp mang nàng ta đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử, Linh công chúa giao cho ngươi. Các ngươi đi thong thả. Diệp Huyên mỉm cười, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Linh công chúa, Linh công chúa đột nhiên cười ha hả, nực cười. Nực cười. Diệp Huyên cười nói, nực cười cái gì? Linh công chúa nhìn về phía các cường giả cổ tộc, châm chọc nói, các ngươi thật sự là một đám thiểu năng, lại có thể tin lời của kiếm tu vô sỉ này. Các ngươi chờ đấy, sẽ đến lúc các ngươi phải khóc. Đám cổ Minh nhìn về phía Diệp Huyên, hắn mỉm cười, tiểu tháp đã ở trong tay cổ tộc, ta tự mình biết mình, linh giới sẽ không giúp ta đòi lại tiểu tháp, cho dù khai chiến, chúng ta cũng không nắm chắc có thể thắng, một khi đã như vậy, sao ta lại không nhìn thoáng một chút. Còn nữa, tiểu tháp ở trong tay ta, đối với một người không có hậu đài, không có chỗ dựa vững chắc như ta mà nói, quả thực chính là một tai họa lớn. Hiện tại cho đi, cũng không nhất định là chuyện xấu. Trưởng lão cổ tộc nhìn thoáng qua Diệp Huyên, Diệp công tử tâm tính thật tốt. Lão già cổ hủ này bội phục. Diệp Huyên mỉm cười, chúng ta cáo từ. Linh công chúa nhìn về phía Diệp Huyên, oán độc nói, kiếm tu vô liêm sỉ, đừng cho là ta không biết ngươi. Diệp Huyên giơ tay tát một cái. Ba. Linh hồn Linh công chúa run lên kịch liệt, lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Linh công chúa, còn muốn gây chia rẽ mối quan hệ giữa chúng ta và cổ tộc, thật là ngu xuẩn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trưởng lão cổ tộc, cười nói, trưởng lão, tính tình của tiểu tháp không tốt lắm, các ngươi nhất định đừng chiều nó, có thể sửa thì sửa, sửa một chút, nó rồi sẽ có nề nếp. Tiểu tháp. Diệp Huyên giao phó xong, lập tức dẫn Linh công chúa và các cường giả linh giới rời đi. Sau khi đám người Diệp Huyên rời đi, cổ Minh trầm giọng nói, người này có hơi không bình thường. Trưởng lão cổ tộc gật đầu, người này trông có vẻ là một kẻ lỗ mãng, kỳ thực tâm tư cẩn thận tinh tế. Nói xong, ông ta nhìn về phía cổ Minh, việc cấp bách của chúng ta là mau chóng nâng cao thực lực. Nghe vậy, vẻ mặt cổ Minh trở nên nghiêm túc. Chuyện của tiểu tháp chắc chắn không giấu nổi. Một khi để nam giới còn lại biết chuyện tiểu tháp, nam giới kia tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tháp này, mà lúc đó, tình cảnh của cổ tộc sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nam giới còn lại rất có khả năng sẽ liên thủ lại đối phó cổ tộc. Nhưng ông ta cũng không định từ bỏ tiểu tháp này, bởi vì tiểu tháp có thể thay đổi vận mệnh của cổ tộc. Liều một phen. Nghĩ vậy, cổ Minh liền nói ngay. Lập tức triệu hồi tất cả người trong tộc ở bên ngoài, còn có, các trưởng lão đang bế quan, lập tức thông báo bọn họ xuất quan. Trưởng lão cổ tộc gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cổ Minh nhìn về hướng đám người Diệp Huyên rời đi, ông ta khẽ nhíu mày, Diệp Huyên từ bỏ quá đơn giản. Điều này làm cho ông ta có chút lo lắng. Một lát sau, cổ Minh lắc đầu, xoay người rời đi. Hiện tại ông ta đã không còn rảnh để quan tâm Diệp Huyên. Cổ tộc chiếm được tiểu tháp là cơ duyên lớn của cổ tộc, nhưng là, đây cũng có thể biến thành một tai họa. Rất nhanh, toàn bộ cổ tộc phòng bị cấp 10, không chỉ như thế, tất cả đại trận của cổ tộc đều được vận hành, bầu không khí trong cổ tộc trở nên cực kỳ căng thẳng nghiêm túc. Mà đám người Diệp Huyên đã trở lại linh giới. Linh giới. Linh Thiên đưa Linh công chúa đến một cung điện màu trắng, trong cung điện, tất cả cường giả linh tộc tề tụ, mà ở giữa đại điện. Có một quan tài bằng thủy tinh, trong quan tài, chỉ có một linh cầu to bằng đầu ngón tay. Linh Thiên nhìn về phía Linh công chúa, quỳ xuống. Trong điện, chúng linh nhìn về phía Linh công chúa, đều phẫn nộ không thôi. Linh công chúa mặt không chút biểu cảm, muốn giết cứ giết.
Diệp Huyên đột nhiên khẽ nâng ngón cái lên, kiếm Thanh Huyên trực tiếp biến mất vào giữa hai chân mày Linh Công Chúa. Ầm. Linh hồn Linh Công Chúa run lên kịch liệt, sau đó linh hồn nhanh chóng tiêu tán. Chúng linh đều là sửng sốt. Diệp Huyên chớp chớp mắt, không phải nàng ta nói muốn giết cứ giết sao? Vậy giết thôi, đừng chiều hư nàng ta. Linh Công Chúa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Lúc này, Linh Thiên do dự một lát, sau đó nói, trước tiên từ từ đã. Diệp Huyên nhún vai, sau đó thu hồi kiếm Thanh Huyên. Linh Thiên nhìn về phía Linh Công Chúa, nàng ta đối xử với ngươi như người thân, ngươi vì sao lại đối với nàng ta như vậy? Linh Công Chúa châm chọc nói, đối xử như người thân. Nếu nàng ta thật sự đối xử với ta như người thân, nàng ta đã không truyền vị trí tộc trưởng linh tộc cho ngươi rồi. Linh Thiên nhíu mày, ngươi bởi vì vậy mới giết nàng ta. Linh Công Chúa hỏi lại, không được sao? Linh Thiên khẽ lắc đầu, ngươi cũng biết, ta vốn không có hứng thú với vị trí tộc trưởng linh tộc. Mà sở dĩ nàng ta tiết lộ cho ngươi muốn truyền ngôi cho ta, đó là bài kiểm tra cuối cùng của nàng ta với ngươi. Linh Công Chúa híp mắt lại, bài kiểm tra gì? Linh Thiên lại lắc đầu, là muốn xem thái độ của ngươi, và cả lòng dạ ngươi. Muốn trở thành tộc trưởng linh tộc, phải có lòng nhân từ và bao dung, chỉ có như thế, mới có thể dẫn dắt tốt linh tộc. Mà nàng ta chắc chắn không ngờ đến, lòng dạ ngươi lại ác độc đến mức độ như vậy. Linh Thiên từ từ nhắm mắt lại, được làm vua thua làm giặc, bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa. Linh Công Chúa đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cả giận nói, kiếm tu vô liêm sỉ, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, tuyệt đối không phải là kết cục này. Diệp Huyên lắc đầu, Linh Công Chúa, không có ta, ngươi cũng không thể thành công. Bởi vì ngươi thật sự quá ngu dốt, một người ngu dốt như ngươi, còn đoạt vị, ta đều cảm thấy xấu hổ. Linh Công Chúa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu không phải ngươi cướp đi kiếm khí của ta, ta sao có thể thua? Diệp Huyên có chút cạn lời, đại tỷ, kiếm khí kia là của cha ta, ngươi dùng kiếm khí của cha ta đến giết ta, đầu óc ngươi có phải bị úng nước rồi không? Còn có, lúc trước ta đã từng nói với ngươi, linh tổ là của gia đình ta, ngươi vẫn cứ không tin. Lão tử cũng là cạn lời, có đôi khi hiếm hoi nói thật một lần, lại không ai tin, thế đạo này. Thật là kỳ quái. Linh Công Chúa từ từ nhắm mắt lại, giết ta đi. Diệp Huyên nhìn về phía Linh Thiên, Linh Thiên cũng trầm lặng. Diệp Huyên hơi đau đầu, Linh Thiên trưởng lão, ngươi còn cần lưỡng lự sao? Loại người này, không phải nên lập tức giết chết hay sao? Ta nói cho ngươi, lần này nếu ngươi không gặp được ta, ngươi sẽ bị kiếm khí của ta giết chết trong chớp mắt, một khi ngươi chết, đến lúc đó. Ngươi có từng nghĩ đến kết cục của cả linh tộc sẽ thế nào không? Nghe vậy, Linh Thiên hơi nhíu mày, một lát sau, nàng ta phất phất tay, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt kiếm Thanh Huyên biến mất vào giữa hai chân mày Linh Công Chúa. Linh Công Chúa lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyên thu hồi kiếm Thanh Huyên, đi ra bên ngoài. Bên ngoài, Linh Thiên nhìn phía chân trời. Nhẹ giọng nói, chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như này. Diệp Huyên cười nói, ta cũng không ngờ đến, loài linh các ngươi cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Linh Thiên lắc đầu, loại chuyện này, vẫn là rất ít. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, lúc trước ngươi bảo ta lấy linh tổ ra thề, chỉ cần cổ tộc giao nàng ta ra, linh tộc ta sẽ phong giới trong 10 năm. Ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyên gật đầu. Linh Thiên có chút khó hiểu, tiếp theo ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyên cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ làm cái gì? Linh Thiên trầm giọng nói, ta không biết. Diệp Huyên mỉm cười, Linh Thiên trưởng lão, hiện tại lục giới lập tức sẽ hỗn loạn. Thời điểm này, linh giới cũng đừng ra ngoài tham gia vào. Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi dường như không lo lắng tiểu tháp kia chút nào. Diệp Huyên cười nói, nó bây giờ sẽ được bọn họ xem là bảo vật, ta lo lắng cho nó làm gì. Linh Thiên cau mày, ngươi không sợ sẽ không lấy lại được tiểu tháp kia sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, có người sẽ còn sốt ruột hơn ta. Linh Thiên hơi ngẩn người, ngay sau đó, nàng ta đã hiểu được. Lúc này, Diệp Huyên quay đầu liếc nhìn trong đại điện, sau đó nói, quả cầu ánh sáng trắng vừa rồi là...
Linh Thiên trầm giọng nói, đó là linh hạch của tộc trưởng. Giống như thân xác của loài người vậy. Diệp Huyên hỏi, ý thức đã không còn. Linh Thiên gật đầu. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, nói như vậy, cho dù Tiểu Bạch ở đây, cũng không thể làm bà sống lại. Một lát sau, Diệp Huyên nói, vậy Linh Thiên trưởng lão, chúng ta tạm biệt từ đây thôi. Nhớ kỹ, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, linh giới các ngươi cũng đừng đi ra. Nói xong, hắn đi ra phía bên ngoài. Lúc này, Linh Thiên đột nhiên nói, chờ đã. Diệp Huyên nhìn về phía Linh Thiên, nàng ta hơi do dự, sau đó mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn lướt qua, trong nhẫn chứa đồ có 20 tinh mạch. 20. Diệp Huyên nhìn Linh Thiên trưởng lão, người đây là. Linh Thiên trầm giọng nói, không có ý gì khác, chỉ là một chút tâm ý, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nhận lấy nhẫn chứa đồ, đa tạ. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, nếu ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, có thể trở về linh giới, ở đây, chúng ta có năng lực chiến đấu một trận. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên thấy hơi ấm áp trong lòng, hắn cười quời, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía cuối chân trời. Linh Thiên nhìn về phía chân trời, trong mắt có chút lo lắng. Nàng ta biết, Diệp Huyên không muốn linh giới tham gia vào vũng bùn này, Diệp Huyên là đang bảo vệ linh giới. Một lát sau, Linh Thiên khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyên vừa rời khỏi linh giới, đã gặp Bạch Y của đội lính đánh thuê Thần Ung và đội trưởng Nam Ninh của đội lính đánh thuê Giang Bạt. Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó cười nói, ta thật không ngờ là hai vị đến tìm ta. Bạch Y trầm giọng nói, Diệp Huynh, có thể đổi chỗ khác nói chuyện không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Ba người biến mất tại chỗ. Trong tầng mây nào đó, Bạch Y nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó trầm giọng nói, Diệp Huynh, tiểu tháp ở cổ giới kia. Diệp Huyên cười nói, các ngươi đại diện cho thế lực nào? Bạch Y im lặng. Diệp Huyên lại cười nói, không có thành ý. Bạch Y cười khổ, Diệp Huynh, đây thật ra cũng không phải bí mật gì, phía sau đội lính đánh thuê Thần Ung là tu di giới, mà sau đội lính đánh thuê Giang Bạn của Nam Ninh cô nương là thần giới. Lần này tới tìm Diệp Huynh, chính là muốn làm rõ, tiểu tháp kia. Diệp Huyên đột nhiên nói, công năng của tiểu tháp là thật. Bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Nghe vậy, sắc mặt hai người đều trở nên nghiêm túc. Bạch Y trầm giọng nói, Diệp Huynh, mạo muội hỏi một câu, ngươi làm thế nào có được loại thần vật này? Diệp Huyên cười nói, cơ duyên trùng hợp có được, đương nhiên, điều này đã còn quan trọng là... Tiểu tháp đã rơi vào tay cổ tộc, không bao lâu nữa, cổ tộc sẽ gặp trở thành đứng đầu lục giới, không đúng, đến lúc đó sợ là chỉ có cổ giới, mà không còn năm giới còn lại. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Y và Nam Ninh đều có chút khó coi. Diệp Huyên mỉm cười, hai vị, nơi này đã không còn an toàn, ta đã quyết định rời đi rồi. Bạch Y nhíu mày, rời đi. Diệp Huyên gật đầu, ta sợ cổ tộc tìm ta gây phiền phức. Bạch Y do dự, sau đó nói, Diệp Huynh, chẳng lẽ ngươi liền từ bỏ như vậy sao? Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ, không từ bỏ không được. Cổ tộc người đông thế mạnh, ta chỉ có một mình, làm sao chống lại bọn họ? Nam Ninh đột nhiên nói, sau lưng ngươi không phải còn có linh giới sao? Diệp Huyên lắc đầu, lúc trước chỉ là hợp tác với linh giới, bọn họ sẽ không giúp ta đối phó cổ giới đâu. Nam Ninh hơi cau mày, một lát sau, nàng ta trầm giọng nói, Diệp công tử, nếu như chúng ta bằng lòng giúp ngươi thì sao? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không không, các ngươi đừng giúp ta, cổ tộc hùng mạnh như vậy, ta không dám đối địch với bọn họ, hai vị, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Nam Ninh đột nhiên ngăn Diệp Huyên lại, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Diệp công tử, người từ bỏ như vậy sao? Diệp Huyên cười khổ, Nam Ninh cô nương, không phải ta muốn từ bỏ, mà là ta tự mình biết mình, các ngươi nói xem, một người không có chỗ dựa vững chắc, không có hậu đại như ta, lấy cái gì chống lại cổ tộc? Ta không giống với hai vị, phía sau hai vị đều có chỗ dựa vững chắc, có hậu đài, có người bảo vệ. Ta không có. Hay. Hai người nghe được Diệp Huyên nói thì vẻ mặt đều có biểu hiện khác lạ. Theo họ thấy thì nhất định là có người đứng sau Diệp Huyên,
nếu không, một tán tu vốn chẳng thể tu luyện đến trình độ đó được. Dù hắn có yêu nghiệt đến mức độ nào, hắn cũng phải có tài nguyên tu luyện mới được. Nếu như nói Diệp Huyên không có chỗ dựa, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Bạch Y suy nghĩ rồi nói, Diệp Huynh, huynh tưởng đối phương lấy đi tháp nhỏ là xong chuyện rồi sao? Không đâu, bọn họ nhất định sẽ không chịu thôi. Bây giờ bọn họ không có thời gian để tâm đến huynh, nhưng một khi bọn họ có thời gian thì lúc đó nhất định bọn họ sẽ nhổ cỏ tận gốc. Nam Ninh gật đầu, nói, Diệp công tử, không ra tay với bọn họ thì bọn họ sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyên liếc nhìn hai người họ và thầm cười lạnh lùng. Thế lực đằng sau hai người này đều muốn mượn tay hắn để đối phó với cổ tộc. Diệp Huyên điều chỉnh lại suy nghĩ, mỉm cười, nói, hai vị cho ta suy nghĩ một chút. Hắn nói xong rồi quay đầu, cưỡi kiếm, biến mất ở cuối chân trời, tốc độ rất nhanh, lúc hai người họ kịp phản ứng, Diệp Huyên đã biến mất tăm rồi. Lần này hắn không từ chối thẳng. Phải cho mấy kẻ này nhìn thấy chút hy vọng, nếu không thì mấy tên đó sẽ không chịu thôi. Bạch Y nhìn thấy Diệp Huyên rời đi thì trao chặt chân mày. Nam Ninh bỗng nói, vị Diệp công tử này rất xảo quyệt, chúng ta muốn lợi dụng hắn đối phó với cổ tộc là chuyện phi thực tế. Bạch Y gật đầu, đáp, để bọn họ tự giải quyết đi. Hai người rời đi. Thật ra, bọn họ cũng không muốn tham gia vào chuyện này, đấy là chuyện giữa hai thế giới với nhau, một khi bọn họ can dự vào thì chỉ cần không cẩn thận chút thôi, sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Cổ giới. Lúc này, cổ tộc đã bước vào trạng thái phòng bị cao nhất, không chỉ có vậy, tất cả các cao thủ đang ở bên ngoài của cổ tộc cũng đều đã trở về, còn mấy lão quái vật đang bế quan của cổ tộc thì cũng đua nhau xuất quan. Đối với cổ tộc mà nói, việc có được tháp nhỏ là cơ hội ngàn năm hiếm có. Chỉ cần cổ tộc vượt qua được thì sau này sẽ không còn lục giới mà chỉ có cổ giới mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng biết rất rõ. Nhất định năm giới còn lại sẽ không chịu thôi. Nếu vượt qua được thì cổ giới sẽ là vô địch. Nếu không vượt qua được thì có thể thế giới sẽ không còn cổ giới nữa. Nhưng tất cả cao thủ của cổ tộc đều lựa chọn liều mạng một phen. Sau khi Diệp Huyên chia tay với Bạch Y, hắn đã lên một ngọn núi, nhìn xuống những dãy núi bạt ngàn bên dưới, vẻ mặt điềm tĩnh. Một lúc sau, hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại. Tĩnh tâm. Phải thừa nhận rằng, bây giờ hắn thích trạng thái này, sau khi bước vào trạng thái này, hắn mới cảm thấy bản thân là một kiếm tu thật sự, một kiếm tu trong lòng chỉ có kiếm. Kiếm tu. Tâm mới là quan trọng nhất. Nếu tâm không tĩnh thì kiếm cũng không thể tĩnh. Thật ra, bây giờ hắn thấy hơi mơ hồ. Vì từ khi hắn lựa chọn vào vòng thay vì phá vòng lúc ban đầu thì hắn đã tách biệt với cảnh giới thể tu chủ đạo. Không còn quan hệ gì với hóa tự tại hay phá giới cảnh gì đó nữa. Mơ hồ. Sau khi vào vòng thì hắn phải tự mình dò dẫm con đường tương lai. Việc này rất dễ rơi vào trạng thái mơ hồ. Đi con đường của người khác thì không khó nhưng nếu tự tìm ra con đường cho chính mình thì lại cực kỳ khó khăn. Mà bây giờ hắn đang ở trong hoàn cảnh đó. Tâm tĩnh. Đấy là điều mà hắn lĩnh hội được sau khi vào vòng. Nhưng sau khi tâm tĩnh thì sao? Diệp Huyên từ từ mở mắt ra, hắn nhìn về phía xa, sau một lúc khá lâu, hắn xòe tay trái ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trên tay hắn, hắn mỉm cười, nói tiểu hồn, người nói xem con đường tiếp theo của ta nên đi thế nào đây? Tiểu hồn im lặng một lúc lâu rồi nói, đi thẳng. Mặt Diệp Huyên bỗng sầm xuống. Tại tiểu tháp đó dậy hư tiểu hồn hết. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ. Người có hứng thú phát triển mặt linh hồn không? Diệp Huyên tò mò hỏi, lĩnh vực linh hồn hả? Tiểu hồn đáp, đúng vậy, chỉ cần là sinh linh thì sẽ có hồn, tiểu chủ có thuật nhất kiếm định hồn do thiên mệnh tỷ tỷ dạy, nếu như phát triển mặt này thì chắc sẽ có tiền đồ lắm đấy. Nhất kiếm định hồn. Diệp Huyên chau mày, hỏi, phát triển thế nào? Tiểu hồn đáp, tiểu chủ, ta chỉ là một thanh kiếm, sao ta biết được chứ? Diệp Huyên đơ mặt ra, mẹ kiếp, tiểu tháp chết tiệt này. Một lúc sau, Diệp Huyên nhìn sang kiếm Thanh Huyên trên tay. Nhất kiếm định hồn. Làm thế nào mới có thể khiến nhất kiếm định hồn lợi hại hơn đây? Diệp Huyên lặng thinh một lúc lâu rồi nói, không nghĩ nữa,
để hôm nào tìm Thanh Nhi hỏi thử xem. Tiểu hồn do dự một lúc rồi nói, tiểu chủ, chẳng phải mục tiêu của ngươi là vượt qua được mấy người thiên mệnh tỷ tỷ sao? Diệp Huyên gật đầu, nói, đúng vậy. Tiểu hồn nói, vậy thì ngươi nên tự đi bằng con đường của mình chứ? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ngươi không hiểu, ta đi theo con đường của Thanh Nhi và cha ta trước, đợi sau khi đến được điểm đích của họ thì ta mới sáng tạo ra một loại kiếm đạo hoàn toàn mới, vượt qua bọn họ, hiểu không hả? Tiểu hồn im lặng một lúc rồi nói, ý của người là giống như cậu ấm con nhà giàu ở phàm giới, không chọn cách lập nghiệp mà chọn kế thừa gia sản trước, sau đó dựa trên nền tảng tài sản của cha mình đi lập nghiệp, cuối cùng mới vượt mặt cha mình, phải vậy không? Diệp Huyên do dự rồi nói, cách ví von này của ngươi. Tiểu hồn đột nhiên mỉm cười, nói tiểu chủ, có vẻ như thế cũng ổn, nhưng tiểu chủ, ta vẫn cứ cảm thấy người nên đi con đường của riêng mình. Diệp Huyên mỉm cười, hỏi, tại sao? Tiểu hồn suy nghĩ rồi đáp, vì ta cảm thấy nếu như đi theo con đường của thiên mệnh tỷ tỷ hoặc của phụ thân người thì rất khó vượt qua được bọn họ theo cách của họ. Diệp Huyên lặng thinh. Tiểu hồn cười he he, nói, người nói ta nói có lý không hả? Diệp Huyên mỉm cười, nói, có lý, ây, ta cố gắng vậy. Nếu như thật sự không thể làm được thì để con trai ta làm vậy. Con trai ta vô địch hay ta vô địch thì cũng chẳng khác gì nhau. Tiểu hồn nhắc nhở, tiểu chủ, ta từng nghe đạo cha chứ chưa từng nghe ai so con cả. Diệp Huyên. Diệp Huyên không nhiều lời thêm với tiểu hồn nữa mà đi về phía những dãy núi bên dưới. Hắn đi rất chậm vì hắn đang suy nghĩ. Đương nhiên mấy lời nói lúc nãy chỉ là lời nói đùa của hắn thôi. Mục tiêu cả đời này của hắn là vượt qua được cha mình và Thanh Nhi. Còn về con trai, dù sau này hắn có con trai đi nữa, hắn cũng sẽ không để con trai mình phải khổ như vậy, đương nhiên, hắn cũng không để con trai mình sống quá an nhàn. Không kìm kẹp con cái. Hắn đã tính xong hết rồi, truyền thống tốt đẹp của nhà họ Dương không thể đến đời hắn thì mất được. Bất giác Diệp Huyên đã đến chân núi lúc này không hay, hắn đến bên con suối nhỏ. Làm sao để vượt qua được cha và Thanh Nhi? Giống như những gì tiểu hồn nói, không thể đi theo con đường của cha và Thanh Nhi đến cuối đường, vì nếu như cứ đi theo bọn họ thì nhất định bản thân sẽ không thể nào hơn được họ. Bản thân giỏi thêm lên thì chẳng lẽ cha là Thanh Nhi không giỏi thêm hơn sao? Phải nghĩ cách vượt mặt họ mới được. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, thật ra hắn cũng không rõ bây giờ sức chiến đấu của hắn đang ở cấp độ nào. Đương nhiên. Dù để hắn đấu với phá giới cảnh thì hắn cũng sẽ không yếu thế hơn. Có điều, chưa biết là có thể đánh thắng được không. Bây giờ hắn vẫn còn một quân át chủ bài chưa dùng, đó là thế của chư thiên vạn giới và lực của chư thiên vạn giới. Chỉ sau khi có thế và lực của chư thiên vạn giới gia tăng sức mạnh thì thời khắc sinh tử do hắn sáng tạo ra mới có thể phát huy được uy lực tối đa. Có điều, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng dùng đến. Bây giờ hắn chỉ dùng khí thế cũng như kiếm thế. Sức mạnh huyết mạch và cả chiến ý thế. Hắn rất muốn xem thử uy lực kiếm của mình đến đâu. Bây giờ vấn đề khó khăn nhất của hắn là làm sao để tiến bộ thêm một bước nữa. Bạch chú giới. Đột nhiên, Diệp Huyên nhớ đến địa điểm đó, thời gian của chỗ này hoàn toàn trái ngược với thời gian trong tiểu tháp, có thể khiến thời gian trôi nhanh hơn. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì đột nhiên nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Sao bản thân lại không phát triển ở mặt thời gian chứ? Dùng kiếm chém tuổi thọ. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì lập tức biến mất khỏi chỗ đó. Diệp Huyên lại đến linh giới, bên trong điện, hắn bắt đầu nhờ Linh Thiên chỉ thêm về bạch chú giới. Linh Thiên không hề giấu giếm mà nói hết tất cả những gì mình biết cho Diệp Huyên nghe. Còn Diệp Huyên, sau khi vào bạch chú giới... Mặc dù không có tiểu tháp nhưng lưu thệ chi lực thần bí trong bạch chú giới cũng vô hiệu với hắn. Vì hắn có kiếm Thanh Huyên. Không cần quan tâm đến tất cả sức mạnh thời gian và không gian. Diệp Huyên bắt đầu thử dùng kiếm Thanh Huyên khống chế lưu thệ chi lực thần bí đó. Hắn phát hiện, kiếm Thanh Huyên có thể khống chế được, nên nói là lưu thệ chi lực đó hơi sợ kiếm Thanh Huyên vì kiếm Thanh Huyên có thể dễ dàng phá tan sức mạnh đó. Có điều, Diệp Huyên cũng vẫn cẩn thận. Vì bản thân hắn không thể tiếp xúc với loại lưu thể chi lực đó, chỉ cần tiếp xúc một chút thì sức mạnh sinh mệnh sẽ nhanh chóng tụt dốc. Cảnh giới càng cao thì tuổi thọ càng nhiều, về mặt lý thuyết, thông thường,
cao thủ hóa tự tại và phá giới cảnh chỉ cần không gặp sự cố thì không dễ gì chết. Mặc dù không thể nói là bất tử nhưng tuổi thọ của cao thủ cỡ bọn họ đặc biệt dài. Có điều, cao thủ cỡ này mỗi lần bế quan là kéo dài đến mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn, vì vậy, đối với bọn họ mà nói, thời gian vô cùng ngắn. Nhiều lúc 1.000 năm đối với họ mà nói chẳng qua cũng chỉ là chuyện đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Dùng kiếm chém tuổi thọ. Đấy là suy nghĩ lúc này của Diệp Huyên. Sở dĩ phá giới cảnh mạnh là vì họ có thể lợi dụng thời không trong bạch chú giới, tức là đưa người ta vào đó, khiến tuổi thọ của đối phương tụt dốc, nói một cách đơn giản là muốn dùng thời gian để giết chết đối phương. Mà hắn hoàn toàn có thể dùng kiếm thanh huyên dụ lưu thể chi lực trong bạch chú giới ra ngoài. Nói một cách đơn giản, hắn có thể dùng loại sức mạnh thời không đó mà không cần dụ đối phương vào trong bạch chú giới. Mặc dù hắn không phải phá giới cảnh nhưng hắn có thể làm được tất cả những gì phá giới cảnh có thể làm được, không chỉ có vậy, hắn còn có thể làm được những thứ mà phá giới cảnh không thể làm được, vì phá giới cảnh phải dẫn dụ đối phương vào trong bạch chú giới thì mới có thể lợi dụng lưu thể chi lực thời không trong bạch chú làm tiêu hao tuổi thọ của đối phương còn hắn thì có thể lấy lưu thể chi lực thời không từ trong bạch chú giới ra ngoài. Hắn đơn giản và trực tiếp hơn. Trong thời gian tiếp theo đó, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu sức mạnh thời không bên trong bạch chú giới, vì có kiếm thanh huyên nên hắn không gặp quá nhiều trở ngại. Sau 5 ngày, Diệp Huyên đã thành công đưa lưu thể chi lực từ trong bạch chú giới ra thời không hiện tại. Có điều, hắn đã gặp phải một rắc rối mới, đó là phải làm sao để lưu thể chi lực này phát huy được sức mạnh tối đa. Chỉ với một kiếm là có thể khiến đối phương chết ngay tại chỗ. Đấy là mục tiêu của hắn. Linh giới. Diệp Huyên đứng bên trong một khu rừng trúc, khép hờ hai mắt, tay trái nắm kiếm thanh huyên, cả người như đứng thiền. Tĩnh tâm. Giờ phút này, Diệp Huyên đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tĩnh tâm, mọi thứ xung quanh đều như trở nên yên tĩnh. Hoàn toàn hiểu rõ. Đúng lúc này, ngón cái của Diệp Huyên khẽ búng một cái. Ong. Kiếm thanh huyên lập tức bay ra khỏi vỏ. Thoáng chốc, khu rừng trúc chỗ Diệp Huyên đang đứng đã dùng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Chưa đến nửa giây đã mở rộng ra gấp mấy trăm lần. Nhưng chẳng mấy chốc, khu rừng này lại lập tức héo úa, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Trong nháy mắt ấy, khu rừng trúc này đã trôi qua gần nghìn năm. Nhất kiếm thiên niên. Diệp Huyên vội vàng cất kiếm thanh huyên đi, mặt mày tràn ngập vẻ nghiêm túc. Phải nói là điều này có hơi vượt ngoài dự đoán của hắn. Hắn không ngờ lưu thể chi lực kia lại khủng bố như thế. Ngoài chỗ Diệp Huyên đang đứng ra thì lấy hắn làm trung tâm, không gian trong phạm vi vài dặm đã nhanh chóng trôi qua gần nghìn năm. Nghìn năm! Đây là một con số như thế nào? Thật đáng sợ! Bản thân Diệp Huyên cũng cảm thấy đáng sợ, bởi vì nếu lỡ tay thì thật sự sẽ trực tiếp chết ngay tại chỗ. Nhưng điều này vẫn không đủ. Vì 1.000 năm tuổi thọ cũng không tính là nhiều với những cao thủ đỉnh cấp. Giờ một số cao thủ hở ra là sống cả mấy trăm vạn năm, 1.000 năm đã tính là gì? Chẳng đáng là gì hết. Đương nhiên, hắn cũng có cách giải quyết vấn đề đó. Một kiếm ban nãy chỉ là thử mà thôi, hắn cũng không có sử dụng bao nhiêu lưu thể chi lực. Dù sao, Diệp Huyên còn có kiếm thanh huyên. Có khả năng kết nối trực tiếp với bạch giới nên có thể không ngừng mượn lưu thể chi lực ở trong đó để dùng. Lúc này, Linh Thiên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, liếc nhìn xung quanh rồi lại ngó Diệp Huyên, mặt mày hết sức nghiêm túc hỏi, người có thể lấy lưu thể chi lực trong bạch giới ra. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Linh Thiên trầm giọng nói, người làm thế nào vậy? Diệp Huyên giơ kiếm thanh huyên trong tay lên. Linh Thiên nhíu mày, kiếm này do cha người tạo ra cho ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, muội muội ta cho. Linh Thiên liếc Diệp Huyên, muội muội. Diệp Huyên gật đầu, sao, lợi hại đúng không? Linh Thiên khẽ lắc đầu, đâu chỉ là lợi hại. Đây là khủng bố luôn rồi, khủng bố cực kỳ. Trước đó cũng có người muốn lấy lưu thể chi lực trong bạch giới ra, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Ngươi biết tại sao không? Diệp Huyên tò mò, tại sao? Linh Thiên nặng nề đáp, bởi vì hoàn toàn không làm được. Diệp Huyên cau mày, ta cảm thấy đơn giản lắm mà. Cô xem, ta lấy ra dễ ẹc à, chẳng có khó khăn gì hết.
Da mặt Linh Thiên giật giật, ngươi không cần kiếm của mình thử xem. Diệp Huyên. Linh Thiên tiếp tục nói, biết sao mọi người lại từ bỏ không? Bởi vì muốn lấy ra được lưu thể chi lực thì phải làm được một điều, đó chính là có môi giới. Nó đồng nghĩa với việc cần thành lập một cây cầu nối liền thời không của thế giới này với bạch giới. Mà vì muốn làm được điều đó, trước kia đã có một số người sử dụng vô số thần vật hy vọng dùng chúng làm môi giới để dẫn lưu thể chi lực trong bạch giới ra. Nhưng cuối cùng, họ phát hiện chẳng có thần vật nào chịu nổi lưu thể chi lực. Thế nên, chỉ đành từ bỏ. Nàng ta nói đến đây bèn liếc kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, không ngờ thanh kiếm này của ngươi lại đáng sợ như thế, có thể chịu nổi lưu thể chi lực kia. Linh Thiên nói xong ngó Diệp Huyên, chắc muội muội ngươi cũng có thực lực rất khủng bố nhỉ. Diệp Huyên chớp mắt đáp, chỉ mạnh hơn ta một chút thôi. Linh Thiên liếc xéo Diệp Huyên, chắc chẳng phải một chút đâu nhỉ. Diệp Huyên cười ha ha nói, Linh Thiên trưởng lão, nói vậy ta coi như là người đầu tiên lấy lưu thể chi lực ra được từ trong bạch giới. Linh Thiên gật đầu rồi nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay hắn, thanh kiếm này của ngươi có thể chịu nổi bao nhiêu lưu thể chi lực. Diệp Huyên ngó kiếm Thanh Huyên cười đáp, vô hạn. Vô hạn. Vẻ mặt Linh Thiên chấn động hỏi lại, vô hạn. Diệp Huyên gật đầu. Linh Thiên liếc Diệp Huyên, ngươi sắp vô địch luôn rồi. Giờ phút này, phải công nhận là trong lòng nàng ta đang cảm thấy vô cùng giật mình. Vô hạn. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa Diệp Huyên sẽ luôn mang theo một cái bạch giới, hơn nữa còn có thể sử dụng lưu thể chi lực trong nó một cách vô cùng vô tận. Một kiếm ấy của Diệp Huyên mà bổ xuống thì ai đỡ nổi? Dù đỡ được nhưng còn kiếm thứ hai, kiếm thứ ba thì sao? Phải biết rằng, mỗi khi đỡ một kiếm của Diệp Huyên sẽ đồng nghĩa với việc mất đi một phần tuổi thọ. Đánh nhau với Diệp Huyên quả thật là như đang đùa giỡn với sinh mạng. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Tuy giờ Diệp Huyên không phải phá giới cảnh, nhưng hắn còn khủng bố hơn phá giới cảnh. Diệp Huyên cười rồi nói, Linh Thiên trưởng lão, ta phải đi rồi. Linh Thiên hơi ngẩn ra, đi. Diệp Huyên gật đầu, ở lại đây thì ta sợ sẽ liên lụy linh giới. Linh Thiên chần chờ rồi hỏi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Diệp Huyên cười đáp, chẳng mấy chốc cô sẽ biết ngay thôi. Hắn nói xong trực tiếp ngự kiếm biến mất khỏi đây. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi linh giới đã có một ông lão áo bào trắng xuất hiện trước mặt hắn. Ông lão áo bào trắng mỉm cười nói, Diệp công tử, ta là Tu Di không tộc trưởng Tu Di giới. Chúng ta có thể nói chuyện không? Diệp Huyên cười, đương nhiên là được rồi. Ông lão áo bào trắng cười hả hả nói, Diệp công tử, lần này lão phu đến đây là muốn xác minh một chuyện, đó là tiểu tháp kia thật sự thần kỳ như vậy ư? Diệp Huyên chớp mắt, các hạ cần gì biết rồi còn cố hỏi. Ông lão áo bào trắng khẽ thở dài, không ngờ trên đời này lại có thần khí khủng bố như thế. Diệp Huyên cười không nói gì. Ông lão áo bào trắng nhìn Diệp Huyên nghiêm túc nói, Diệp tiểu hữu, lần này cổ giới thế mà lại cướp lấy tiểu tháp của ngươi giữa ban ngày ban mặt. Hành động đó quả thật là trơ trẽn và khiến người ta xấu hổ. Tu Di giới ta và thiên giới chắc chắn sẽ đứng ra làm chủ, giúp ngươi lấy lại tiểu tháp, trả lại một sự yên bình cho lục giới. Diệp Huyên chớp mắt rồi giơ ngón tay cái lên, tốt. Cực kỳ tốt. Ông lão áo bào trắng nhìn Diệp Huyên đợi hắn nói tiếp. Xong Diệp Huyên lại chẳng nói gì. Vẻ mặt ông lão áo bào trắng cứng đờ, chần chờ một chút rồi nói, tiểu hữu, ngươi có vẻ chẳng tích cực mấy nhỉ. Diệp Huyên khẽ thở dài, không tộc trưởng, cổ tộc là một trong sáu tộc hiện nay và là một thế lực siêu cấp đó. Ông nhìn ta xem, ta là cái đinh gì chứ? Một tên kiếm tu nhỏ không có ô dù, không có ai để dựa vào thì lấy cái gì để chống lại cổ tộc. Hắn nói đến đây lại thở dài thườn thượt, tiền bối. Mấy ông không hiểu được sự xót xa của những nhân vật nhỏ bé như ta đâu. Loại người không có ô dù và chẳng ai để dựa vào như ta, cái gì cũng phải dựa vào chính mình, sống thật sự rất gian khổ. Tu Di không liếc Diệp Huyên, tiểu hữu, trông ngươi cũng không giống như một tán tu không có chỗ dựa. Diệp Huyên cười khổ, ông cũng không biết chặng đường trước đây ta đã phải trải qua như thế nào, nói ra toàn là nước mắt thôi. Tu Di không cau mày. Sao tên này lại khó chơi như vậy chứ? Bấy giờ, Diệp Huyên lại đột nhiên nói, không tộc trưởng, ta biết ý của mấy ông. Mấy ông có thể lấy tên tuổi của ta để đối phó cổ tộc,
nhưng ta tuyệt đối sẽ không ra tay với họ. Đương nhiên, dù có ra tay thì với thực lực của ta cũng không thể giúp được gì. Ý là mấy ông tự mình chơi đi, Diệp Huyên hắn không muốn nhúng chân vào. Tu Di không ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói, đương nhiên, chúng ta cũng hiểu cho Diệp tiểu hữu. Có điều, có lẽ chúng ta sẽ dùng tên tuổi của ngươi. Dù sao tiểu tháp kia cũng là của ngươi. Diệp Huyên bỗng nói, Tu Di không tiền bối, hay như vậy đi, ta bán tiểu tháp kia cho ông với giá 5 cái tinh mạch nhé. Tiểu tháp. Tu Di không nhíu mày, bán cho chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, bán cho các ông. Tu Di không nhìn Diệp Huyên nói, hình như tiểu tháp kia cũng không ở trong tay ngươi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối, nếu mấy ông bằng lòng bỏ ra 5 cái tinh mạch thì ta sẽ bán tiểu tháp kia cho. Tóm lại nghĩa là nó sẽ thuộc quyền sở hữu của mấy ông. Vậy thì, mấy ông nhằm vào cổ tộc sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn. Mà mấy ông bảo tộc nhân mình liều mạng thì họ cũng sẽ càng tình nguyện hơn. Bởi vì, tộc nhân của ông sẽ nghĩ rằng, đù, hóa ra là của Tu Di tộc ta. Đám cổ tộc kia dám cướp đồ của mình. Hắn nói đến đây bèn cười, tiền bối, ông cảm thấy 5 cái tinh mạch kia đáng giá không? Tu Di không liếc Diệp Huyên, cười nói, tiểu hữu, người nói rất đúng. Cách này đúng là rất hay. Diệp Huyên cười, vậy tinh mạch kia? Tu Di không chớp mắt, tiểu hữu, ta cảm thấy người có thể nghe thử xem suy nghĩ của ta trước đã. Nếu chúng ta nói với người đời rằng tiểu hữu là người của Tu Di giới, chẳng phải sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận sao? Sau đó, nếu người bỗng dưng chết mất, Tu Di giới chúng ta sẽ nói là do bị cổ tộc giết. Vậy không phải tốt hơn à? Diệp Huyên cười nói, tốt, rất tốt. Tu Di không nhìn Diệp Huyên mặt mày tươi cười, nhưng cũng tỏa ra một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ khóa chặt Diệp Huyên lại. Diệp Huyên cười, nếu tiền bối cảm thấy 5 cái tinh mạch mắc thì giết ta đi. Ta không dãy dụa đâu, thật đó. Tu Di không khẽ nhíu mày. Không chống cự. Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, trên mặt còn treo một nụ cười nhạt. Tu Di không im lặng. Thiếu niên trước mặt chẳng hề có chút sợ hãi nào. Đối phương dựa vào cái gì mà không sợ. Tu Di không ngó Diệp Huyên cười nói, tiểu hữu, chẳng phải ngươi nói mình không có ô dù, không có người dựa vào sao? Diệp Huyên chớp chớp mắt, đúng là không có ô dù. Cũng chẳng có ai để dựa vào. Từ lúc tu luyện đến giờ, đều là ta tự mình cố gắng, không liên quan gì đến người khác. Kể cả trước đó ta đã giết chết cao thủ hóa tự tại của cổ tộc cũng vậy. Thực lực đó cũng do tự ta tu luyện thành. Ta thật sự không có dựa vào người trong nhà, cũng chẳng có sư phụ. Thật đó, đều do một mình ta cố gắng cả. Tu Di không nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục nói, tiền bối, ông đừng lo gì hết. Ta chỉ lẻ loi một mình thôi, giết ta thì Tu Di tộc cũng không chọc đến thế lực thần bí nào đâu. Đừng lo mà, đến đây đi. Giết ta chắc chắn sẽ không chống cự đâu. Tu Di không? Chấm chấm chấm. Sắc mặt Tu Di không có chút âm trầm. Diệp Huyên có thể tự mình tu luyện sao? Đương nhiên là ông ta không tin rồi. Một người không có tài nguyên thì tuyệt đối chẳng thể nào đi đến được như ngày hôm nay. Và lại, tiểu tháp kia nghịch thiên như thế, trước đó lại chưa từng xuất hiện trong lục giới, vậy tại sao lại xuất hiện trong tay Diệp Huyên? Không đơn giản chút nào. Tu Di không nghĩ đến đây bèn nhìn về phía Diệp Huyên cười, tiểu hữu nói gì vậy? Chẳng phải ban nãy ta cũng đã nói rồi à? Nếu, đó là nếu, Tu Di tộc ta và tiểu hữu cũng không oán không thù sao có thể nhằm vào ngươi chứ? Kẻ địch chung của chúng ta là cổ tộc mới đúng. Ngươi nói đúng không? Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ông cảm thấy đề nghị ban nãy của ta thế nào? Nếu ông bằng lòng trả 5 cái tinh mạch thì ta có thể công bố với bên ngoài tiểu tháp kia là của Tu Di tộc. Thậm chí còn có thể hai mặt chứng minh với cổ tộc. Chỉ cần 5 cái tinh mạch thôi. 5 cái tinh mạch. Tu Di không im lặng. Diệp Huyên chợt cười nói, nếu tiền bối không muốn thì ta sẽ nói chuyện với thiên giới vậy. Để họ chiếm lý lẽ, lúc ấy. Tu Di không bỗng búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ đã bay đến trước mặt Diệp Huyên. Bên trong vừa hay là 5 cái tinh mạch. Tu Di không cười, tiểu hữu. Bây giờ tiểu tháp kia là của Tu Di tộc ta rồi. Diệp Huyên cất nhẫn đi, gật đầu nói, là của ông. Tu Di không bỗng cười hỏi, tiểu hữu,
người một mình đến lục giới à? Đương nhiên là không. Diệp Huyên nói đến đây bèn vội vàng dừng lại rồi nói tiếp, đương nhiên là đến một mình rồi. Có đôi khi nói ngược mới có người tin. Diệp Huyên đôi khi rất là cạn lời với xã hội bây giờ. Người nói thật thì không ai tin, nói dối lại tin. Tu Di không liếc Diệp Huyên rồi cười nói, tiểu hữu, gặp lại sau nhé. Ông ta nói xong bèn xoay người biến mất. Diệp Huyên liếc nhìn đằng xa, cũng xoay người rời đi. Ở một chỗ trong đám mây, Tu Di không nhìn Diệp Huyên rời đi khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở bên cạnh ông ta còn có một ông lão mặc một bộ trường bào màu trắng, chắp tay sau lưng, mặt mày lạnh lùng. Người này chính là Thiên Thiện tộc trưởng Thiên Tộc. Thiên Thiện bỗng hỏi, ông cứ thế cho hắn 5 cái tinh mạch. Tu Di không cười nói, ta cảm thấy rất có lời. Thiên Thiện khẽ lắc đầu, ta không thích kẻ này. Tu Di không cười, ta cũng không thích, nhưng cũng hết cách. Theo như lời hắn nói đó, chúng ta nhất định phải lấy ra cái cớ. Không thì, chúng ta lấy gì để khai chiến với cổ tộc? Thiên Thiện im lặng một lát rồi hỏi, công năng của tiểu tháp kia nghịch thiên như thế thật ư? Vẻ mặt Tu Di không dần trở nên nghiêm trọng, chắc là vậy rồi. Không thì cổ giới sẽ không làm vậy. Thiên Thiện trầm giọng nói, vậy càng không thể cho họ có thêm thời gian được. Tu Di không gật đầu, giờ điều ta lo lắng không phải cổ tộc mà là minh tộc và thần tộc. Ông ta nói đến đây bèn quay đầu nhìn Thiên Thiện, ta sợ bọ ngựa bắt phe, bọ ngựa lại rình ở phía sau. Thiên Thiện cau mày. Lúc này, Tu Di không lại nói, liên lạc với họ thử xem, coi thái độ của họ ra sao. Nếu là bắt tay đương nhiên tốt, còn không thì... Ông ta nói đến đây thì cười gằn, vậy mọi người cùng chờ xem cổ tộc bành trướng đi. Thiên Thiện gật đầu, ta đi minh tộc, ông đi thần tộc. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Tu Di không cũng biến mất tại chỗ. Chấm chấm chấm. Bên kia, Diệp Huyên ngừng lại rồi mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bèn xuất hiện. Bên trong có khoảng 27 cái tinh mạch. 27 cái tinh mạch. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ nhếch lên rồi cất nhẫn đi. Thực ra, nhu cầu của hắn với tinh mạch cũng rất lớn. Mỗi lần tu luyện, đều tiêu hao một lượng linh khí cực kỳ khủng bố. Mà linh khí trong tiểu tháp lại không đủ để cho Diệp Huyên tu luyện. Tiểu tháp. Diệp Huyên nghĩ vậy mới đột nhiên nhớ tới tiểu tháp đã bị người cướp đi. Tiểu tháp. Diệp Huyên cũng không lo lắng, dù sao mặc kệ tiểu tháp rơi vào tay ai thì cũng sẽ không bị bạc đãi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không từ bỏ tiểu tháp thật. Diệp Huyên ngó xung quanh. Sau đó lắc mình biến mất tại chỗ. Chấm chấm chấm. Khoảng một ngày sau, bốn tộc trưởng của Minh tộc, Thần tộc, Tu Di tộc và Thiên tộc bỗng tập hợp ở cổ giới. Cổ giới. Tộc trưởng của Minh chợt xuất hiện trên không cổ giới, liếc đám Thiên Thiện cười hỏi, các vị tộc trưởng, sao hôm nay lại có rảnh đến cổ giới ta vậy? Tu Di không dẫn đoàn cười nói, của Minh tộc trưởng, ta cũng nói thẳng nhé. Hôm nay đến đây là muốn ông trả lại một thứ. Cổ Minh híp mắt lại, trả lại. Tu Di không gật đầu, đúng vậy. Không giấu ông, Diệp Huyên vốn là người của Tu Di giới nên tiểu tháp kia cũng là của Tu Di giới. Ta không biết hắn đắc tội tộc trưởng cổ tộc thế nào mà ông lại cướp đi tiểu tháp. Tóm lại, mong cổ Minh tộc trưởng hãy trả lại tiểu tháp cho ta. Ha ha. Cổ Minh bỗng bật cười ha hả, Tu Di không. Ông không thấy cái cớ mà mình lấy nó buồn cười lắm sao? Tu Di không cười nói, xem ra cổ Minh tộc trưởng không tin rồi. Cổ Minh híp mắt nói, tin. Tu Di không, ông nghĩ ta là thằng ngu à? Tu Di không nhàn nhạt nói, nếu cổ Minh tộc trưởng không muốn trả lại thì chúng ta chỉ có thể đắc tội thôi. Hơn 10 luồng khí thế chợt xuất hiện trên không cổ giới, toàn bộ đều là phá giới cảnh. Cổ Minh châm chọc, Tu Di không, chừng nào thì ông cũng trở nên dối trá như vậy thế. Muốn cướp tiểu tháp thì lên, còn nói quang minh chính đại thế nữa, đúng là không biết xấu hổ mà. Tu Di không lạnh nhạt nói, các vị ra tay đi. Ông ta vừa nói xong. Ngoài ra, còn có mấy trăm cao thủ hóa tự tại. Hiển nhiên là bốn tộc kia đều cử ra tinh nhuệ trong tộc. Vẻ mặt Cổ Minh lại vô cùng bình tĩnh nói, Tu Di không, ông muốn làm thế thật sao? Tu Di không nhàn nhạt nói, Cổ Minh,
chỉ cần ông bằng lòng giao ra tiểu tháp thì chúng ta sẽ lùi lại ngay. Cổ Minh cười, tiểu tháp chỉ có một, mà các ông lại có bốn người, ta nên giao cho ai đây? Tu Di không chế nhạo, sao, ông muốn dùng cái kế chia rẽ thấp kém đó trước mặt chúng ta hả? Cổ Minh cười hỏi, Tu Di không, ta hỏi lại lần cuối, ông thật sự định vô liêm sỉ như thế à? Tu Di không híp mắt lại, trong lòng chợt nổi lên một chút lo lắng. Không đúng. Cao thủ của bốn tộc đều tụ tập ở đây, cổ tộc dựa vào cái gì mà bình tĩnh như thế? Không bình thường. Đúng lúc này, ông ta chợt biến sắc, chỉ thấy tộc trưởng Minh tộc và thần tộc bên cạnh chợt biến mất khỏi tại chỗ. Tu Di không xoay phắt người lại, đánh ra một trường. Một trường này vừa đánh ta, ông ta đã trực tiếp rơi vào một mảnh vực sâu thời không thần bí. Mà sau khi tiến vào đó, một cái quyền ấn màu đen đột nhiên phá không xông tới đập thẳng lên đầu ông ta. Trong mắt Tu Di không lóe lên vẻ độc ác, giơ tay phải lên rồi đập xuống. Một trường này khiến toàn bộ vực sâu thời không đều sôi lên sùng sục, sau đó sụp đổ, cuối cùng biến thành một cái hố đen thời không. Sắc mặt Tu Di không có chút khó coi, người ra tay với ông ta chính là Nam Tư tộc trưởng Minh tộc. Mà bên kia, tộc trưởng Thiên tộc cũng bị Khô Cằn tộc trưởng Thần tộc bám chân. Phản bội. Vẻ mặt Tu Di không trở nên hết sức khó coi. Lúc này, Cổ Minh đằng xa đột nhiên cười khẩy nói, Tu Di không, ông cho rằng cổ tộc ta sẽ ngu đến mức muốn chiếm tiểu tháp cho riêng mình sao? Cổ Minh biết sức hấp dẫn của tiểu tháp kia thật sự rất lớn, năm tộc còn lại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó và cũng sẽ không trơ mắt nhìn cổ tộc mình lớn mạnh. Thế nên, cổ tộc nhất định phải tìm đồng minh. Ông ta lựa chọn hai tộc có thực lực mạnh nhất trong bốn tộc là Minh tộc và Thần tộc. Tu Di không nhìn tộc trưởng Minh tộc Nam Tư đằng xa, Nam Tư. Nam Tư lạnh nhạt nói, ông có sự lựa chọn của ông, Minh tộc ta cũng có sự lựa chọn của mình. Tu Di không bỗng cất tiếng cười to, được, tốt lắm, ha ha. Cổ Minh nhàn nhạt nói, giết. Vừa dứt lời, vô số cao thủ cổ tộc trong cổ giới lập tức phóng lên cao, bay thẳng đến chỗ các cao thủ của Tu Di tộc. Bên kia, cao thủ thần tộc và minh tộc cũng xông về phía các cao thủ Tu Di tộc và thiên tộc. Tu Di không nhìn thấy cảnh đó thì trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, lui. Quay về giới. Quay về giới. Tuy thiên tộc và Tu Di tộc cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng tuyệt đối không đánh lại được ba tộc kia. Trở về Tu Di giới còn có sức đánh một trận, vì ở đó có đại trận. Các cao thủ Tu Di giới nghe thấy Tu Di không nói vậy bèn xoay người bỏ chạy. Cao thủ phá giới cảnh muốn chạy thì vẫn không khó. Dù sao, đến cấp bậc như họ, chỉ cần không ham chiến thì muốn giữ họ lại ít nhất cần phải có ba gã cao thủ cùng cảnh giới mới được. Nhưng, hóa tự tại lại không mạnh như vậy. Hiện trường, thấy các cao thủ hóa tự tại của Tu Di tộc và thiên tộc lùi lại. Ba tộc còn lại lập tức ra tay với họ. Tàn sát. Không có phá giới cảnh chặn đằng trước, cao thủ hóa tự tại đã trực tiếp bị tàn sát. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cao thủ hóa tự tại của hai tộc đã bị giết chết hết. Có điều, cao thủ phá giới cảnh của thiên tộc và Tu Di tộc cũng đã rút lui xong. Hiện trường, vẻ mặt Cổ Minh có hơi âm trầm. Bởi vì ông ta phát hiện Minh tộc và thần tộc cũng không có liều mạng với thiên tộc và Tu Di tộc thật. Không thì đã có thể giữ lại một số cao thủ phá giới cảnh rồi. Hiển nhiên, Minh tộc và thần tộc cũng có sự đề phòng với cổ tộc. Bấy giờ, tộc trưởng Nam Tư của Minh tộc bỗng nhìn về phía Cổ Minh, ta muốn xem tiểu tháp. Muốn xem tiểu tháp. Tộc trưởng Khô Cằn của thần tộc cũng nhìn Cổ Minh. Bầu không khí ở đây lại trở nên căng thẳng. Tiểu tháp. Cả ba tộc đều muốn lấy vào tay, đặc biệt là cổ tộc, giờ tiểu tháp đã ở trong tay họ nên sao có thể nỡ giao ra. Cổ Minh im lặng một lát rồi cười nói, hai vị tộc trưởng, chúng ta vào tiểu tháp đi. Ông ta nói xong bèn dẫn theo Nam Tư và Khô Cằn tiến vào tiểu tháp. Sau khi hai người vào thì sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện thời gian bên trong và bên ngoài thế mà lại khác nhau. Nếu tu luyện trong đây còn không nghịch thiên. Không đúng, dù nghịch thiên cũng không đủ để lột tả sự khủng bố của nó. Khô Cằn và Nam Tư liếc nhìn nhau, trong mắt đều toát lên vẻ chấn động cùng cực. Bấy giờ, Nam Tư bỗng hỏi, tiểu tháp này có linh.
Cổ Minh gật đầu. Nam Tư nhìn ngó xung quanh, tiểu tháp, là ai sáng tạo ra ngươi? Sau phút giây im lặng, giọng nói của tiểu tháp chợt vang lên trong sân, tỷ tỷ của ta. Nàng tên Thiên Mệnh, là một thợ rèn chỉ biết tạo ra bảo bối chứ không biết đánh nhau, thực lực rất yếu. Trong tay nàng còn có rất nhiều bảo vật, mấy người có muốn gặp nàng không? Thiên Mệnh. Bên trong tháp nhỏ, ba người Nam Tư đều chau mày. Vì ba người họ đều chưa từng nghe qua cái tên này. Cổ Minh hạ giọng hỏi, Thiên Mệnh là ai? Tiểu tháp đáp, là một thợ rèn. Cổ Minh lại hỏi, thợ rèn mạnh cỡ đó mà sao bọn ta lại chưa từng gặp qua? Tiểu tháp mỉm cười đáp, nàng ấy luôn che giấu thì sao các ngươi biết được? Lúc này, Nam Tư đột nhiên hỏi, trên người nàng ấy còn nhiều bảo bối lắm sao? Tiểu tháp đáp, đúng vậy. Nam Tư liền hỏi, bây giờ nàng ấy ở đâu? Tiểu tháp đáp, hệ Ngân Hà. Nam Tư nhíu mày, hỏi, hệ Ngân Hà ư? Tiểu tháp suy nghĩ rồi đáp, một nơi ở rất xa, có thể các ngươi không thể tìm ra, ta có thể dẫn đường cho các ngươi. Ba người Nam Tư nhìn nhau mà không nói gì. Cổ Minh đột nhiên nói, có vẻ như ngươi rất hy vọng bọn ta đi tìm nàng ấy. Tiểu tháp cười miễn cưỡng, ba nhân vật lớn, ta có một tháp hồn nằm trong tay nàng ấy lấy đó để khống chế ta, nếu các ngươi có thể giết được nàng ấy thì ta sẽ lấy lại được tự do, đến lúc đó tiểu tháp ta sẽ bằng lòng ra sức vì ba nhân vật lớn đây. Cổ Minh liền hỏi, ngươi có quan hệ gì với tên Diệp Huyên đó? Tiểu tháp đáp, ngài ấy là ca ca của Thiên Mệnh tỷ tỷ, không học võ, chỉ biết làm mầu. Cổ Minh thấy hơi nghi ngờ, chỉ vậy thôi sao? Tiểu tháp đáp, đúng vậy. Ba người Cổ Minh nhìn nhau và im lặng. Lúc này, Khô Cằn bỗng dưng lên tiếng, ngươi nói Thiên Mệnh tạo ra ngươi chỉ biết kỹ thuật rèn thôi còn thực lực thì không mạnh sao? Tiểu tháp đáp, đúng vậy, nàng ấy vẫn không biết đánh nhau. Đương nhiên trong lòng nó lại thêm một câu, nàng ấy chỉ biết giết người. Khô Cằn nói với vẻ mặt lạnh lùng, nàng ấy đã nghịch chuyển thời gian trong tháp này mà ngươi nói thực lực của nàng ấy không mạnh sao? Tiểu tháp thở dài, nói, nghịch chuyển được thời gian là mạnh lắm sao? Chẳng qua chỉ là trò vặt thôi, đợi khi các ngươi bắt được nàng ấy, tìm ra được lý do thật sự thì các ngươi sẽ biết làm được chuyện đó dễ dàng thế nào. Còn nữa, nếu như các ngươi muốn bắt nàng ấy thì phải nhanh lên. Vì có khả năng tiểu chủ, à không, Diệp Huyên kia sẽ đưa nàng ấy chạy mất. Một khi nàng ấy ẩn thân, các ngươi có muốn bắt cũng khó. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, kỹ thuật trốn chạy của nàng ấy rất lợi hại đấy. Một khi nàng ấy ẩn mình thì các ngươi vốn không thể nào tìm thấy được. Ba người lặng thinh. Thiên Mệnh. Bọn họ thật sự chưa từng nghe qua cái tên đó. Thật ra, cả ba người họ đều thấy hơi động lòng. Nếu đúng thật như những gì tiểu tháp nói thì cô gái tên Thiên Mệnh đó đúng là một kho báu rồi. Có điều, ba người họ vẫn cứ thấy có gì đó không ổn. Lời nói của tiểu tháp có mùi dụ dỗ. Nam Tư đột nhiên nói, tiểu tháp, cô gái tên Thiên Mệnh đó có lai lịch thế nào? Tiểu tháp im lặng. Nam Tư chau mày, hỏi, sao thế? Tiểu tháp đáp, ta chỉ là một cái tháp thôi, sao ta có thể biết được nhiều như vậy? Nam Tư đơ mặt. Lúc này, Cổ Minh đột nhiên hỏi, hai vị thấy thế nào? Khô Cằn lạnh lùng nói, tiểu tháp này nói nhăn nói cuội, không thật, không thể tin hoàn toàn. Nam Tư cũng khẽ gật đầu, hắn ta cũng cảm thấy tiểu tháp này không đáng tin. Cổ Minh lại nói, ta thấy chúng ta có thể đến gặp cô gái đó thử. Hai người Nam Tư nhìn sang Cổ Minh hạ giọng nói, thứ nhất, nếu như cô gái đó đã có thể tạo ra tiểu tháp vi diệu cỡ này thì sẽ có thể tạo ra được những thần vật vi diệu khác, nhất định trên người nàng ấy có không ít báu vật. Thứ hai, dù cho thực lực của cô gái đó có mạnh đi nữa, nhưng với thực lực của ba chúng ta, cứ cho là đánh không lại thì lẽ nào lại không thể rút lui toàn vẹn được. Hai người Nam Tư lặng thinh. Cổ Minh nói tiếp, hơn nữa, trước đây hai người Tu Di Không và Diệp Huyên từng tiếp xúc, khó tránh bọn họ không hợp tác với nhau. Nếu như để thiên tộc và tu di tộc có được bảo vật trong tay cô gái đó trước thì đến lúc đó, chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Nam Tư và Khô Cằn nhìn nhau, sau đó gật đầu. Cuối cùng hai người họ cũng quyết định gặp thử Thiên Mệnh thần bí đó. Vì trước mắt mà nói, có một tiểu tháp không thôi thì chẳng đáng là gì. Lẽ nào ba tộc đánh nhau sao? Chuyện này không tốt lắm.
nếu hôm đó trên người cô gái thiên mệnh vẫn còn thần vật khác thì vấn đề này đã được giải quyết êm đẹp rồi. Cổ Minh nhìn quanh bốn phía, sau đó nói, Tiểu Tháp, dắt chúng ta đến gặp cô gái đó đi. Tiểu Tháp đáp, không cần đi gặp nàng ấy đâu. Cổ Minh chau mày, hỏi, ý ngươi là sao? Tiểu Tháp đáp, tìm thấy Diệp Huyên thì nàng ấy sẽ xuất hiện. Cổ Minh hạ giọng đáp, không biết bây giờ Diệp Huyên đang ở đâu. Tiểu Tháp cười hi hi, ta dắt các người đi tìm ngài ấy, ta biết. Diệp Huyên. Cổ Minh nhìn Tiểu Tháp, vậy thì đi tìm thôi. Ba người họ nói xong thì rời khỏi Tiểu Tháp. Tiểu Tháp dắt ba người họ rời khỏi cổ giới. Ở tận sâu trong núi, Diệp Huyên đang tu luyện bỗng ngẩng đầu, và rồi một Tiểu Tháp liền xuất hiện trước mặt hắn ngay lập tức. Diệp Huyên nhìn thấy Tiểu Tháp thì ngây ra, sau đó mặt liền biến sắc, vì ba người Cổ Minh cũng xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên sầm mặt, Tiểu Tháp, người bày trò gì thế? Tiểu Tháp đáp, người đừng lên tiếng, xem ta biểu diễn đi. Diệp Huyên. Tiểu Tháp bỗng nói, Tiểu Hồn, đến đây một lát. Kiếm Thanh Huyên lắc nhẹ, sau đó bay đến trước mặt Tiểu Tháp, Tiểu Tháp dắt theo Tiểu Hồn đến trước mặt ba người Cổ Minh, các người cầm lấy thanh kiếm này, cảm nhận một lúc là có thể cảm nhận thấy nàng ấy đang ở đâu. Diệp Huyên. Cổ Minh nhìn Tiểu Tháp trước mặt, nói, ngươi chắc chứ? Tiểu Tháp đáp, chắc chắn, nếu lát nữa nàng ấy xuất hiện thì các người nhớ ra tay ngay, đừng để nàng ấy chạy mất, nàng ấy chạy nhanh lắm. Ba người Cổ Minh nhìn nhau, lúc này, Khô Cằn bỗng nói, có gì đó không ổn. Nam Tư cũng nói với vẻ mặt nặng nề, thật sự không ổn. Ba người họ nhìn sang Kiếm Thanh Huyên, lúc nhìn thấy Kiếm Thanh Huyên thì cả ba đều có cảm giác bất an trong lòng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, thì ra là các ngươi sợ rồi à. Cổ Minh nhìn sang Tiểu Tháp, nói, ngươi đang khích tướng bọn ta đây sao? Tiểu Tháp mỉm cười, nói, đâu có muốn tìm nàng ấy hay không tùy thuộc vào các người. Ba người Cổ Minh im lặng, lúc này, Diệp Huyên đứng bên cạnh giận dữ nói, Tiểu Tháp, ngươi dám bảo bọn họ đi tìm Thanh Nhi. Lương tâm của ngươi không đau hả? Tiểu Tháp thản nhiên đáp, ta chỉ là một cái tháp. Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên hung dữ nói, Tiểu Tháp, muội ấy đã tạo ra ngươi, vậy mà ngươi lại để người ngoài tìm muội ấy, ta giết chết ngươi. Hắn vừa nói vừa xông về phía Tiểu Tháp, tốc độ của hắn rất nhanh, Tiểu Tháp vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đấm cho một đấm rồi. Bụp. Tiểu Tháp văng ra. Ba người Cổ Minh ngây người, đang làm gì thế không biết. Từ phía xa, Tiểu Tháp đột nhiên nói, địch, người. Diệp Huyên đang định đánh tiếp thì Cổ Minh liền chặn trước mặt hắn, hắn ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, nên giữ chừng mực. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Tháp ở phía xa, bán chủ cầu vinh, ta khinh. Hắn nói đến đây thì nhìn sang Cổ Minh, ta nói cho các người biết, các người đừng nghe theo mấy lời quỷ quái của nó, muội ta mạnh lắm, nếu các người đến tìm muội ấy thì nhất định muội ấy sẽ giết chết các người chỉ với một kiếm ngay. Tiểu Tháp liền nói, ba vị, các người hãy nghĩ thử xem, ca ca yếu như thế thì em gái mạnh được cỡ nào. Diệp Huyên sượng chân. Cổ Minh nhìn sang Diệp Huyên, sau đó nhìn sang Kiếm Thanh Huyên phía trước mặt, hai vị, thử không? Khô Cằn hạ giọng nói, ta cứ cảm thấy có chút bất an. Cổ Minh cười ha ha, ba người chúng ta ở đây, lẽ nào nàng ấy có thể diệt hết chúng ta trong tích tắc? Hắn ta vừa nói vừa nắm chặt lấy Kiếm Thanh Huyên, tiếp đó, Kiếm Thanh Huyên rung nhẹ, một lát sau thì có tiếng kiếm vang lên. Cổ Minh liền ngẩng đầu nhìn theo. Không gian trên trời dần trở nên hư ảo. Tiếp ngay đó, không gian hư ảo lúc nãy bắt đầu trở nên rõ ràng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về vùng không gian đó, ánh mắt thoáng vẻ chờ đợi. Thanh Nhi. Lâu lắm rồi chưa gặp Thanh Nhi. Chắc muội ấy ở hệ ngân hàng vẫn ổn nhỉ? Không đúng. Nên là hệ ngân hà vẫn ổn nhỉ? Chính vào lúc đó, một cô gái mặc váy trắng xuất hiện trong không gian đó. Cô gái váy trắng đứng ở bên đường, người qua lại trên đường rất đông. Phải thừa nhận rằng nàng ấy là người nổi bật nhất trên phố khi mặc chiếc váy trắng đó, người đi đường chốc chốc lại nhìn sang nàng ấy, không chỉ có nam giới mà đến cả nữ giới cũng không kìm được mà phải liếc nhìn. Đẹp. Không chỉ đẹp mà trên người còn có một loại khí chất khó diễn tả. Lúc này, cô gái váy trắng đang đứng trước sạp bán dưa hấu,
trên tay còn đang cầm một lát dưa, mất một góc, rõ ràng là đã bị nàng ấy gặm một miếng. Tiểu tháp nhìn thấy cô gái váy trắng đang cầm dưa hấu thì liền nảy ra suy nghĩ, lúc này nó đã thầm quyết định, sau này nên trồng thêm ít dưa hấu trong tháp. Vẻ mặt Diệp Huyên có vẻ hơi khác thường, Thanh Nhi thích ăn dưa hấu sao? Mấy người Cổ Minh đứng bên cạnh đều chau mày. Chỗ này là chỗ quái quỷ gì vậy? Thế giới trước mặt hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện tại của họ, vô cùng kỳ lạ, vừa nhìn là biết không phải chỗ tốt đẹp gì. Lúc này, người phụ nữ trước mặt cô gái váy trắng bỗng lên tiếng, cô nương, cô dùng tiền mặt hay quét thẻ? Cô gái váy trắng nhìn sang người phụ nữ, hai mày trao lại. Người phụ nữ do dự một lúc rồi nói, tiền mặt hay quét mã? Lục giới, tiểu tháp bỗng lên tiếng, tiêu rồi. Diệp Huyên nhìn sang tiểu tháp, nói, sao thế? Tiểu tháp hạ giọng nói, có thể thiên mệnh tỷ tỷ không biết quét mã. Diệp Huyên mỉm cười, nói, Thanh Nhi cái gì cũng biết, nhất định muội ấy biết. Tiểu tháp. Trong hệ ngân hà, cô gái váy trắng nhìn người phụ nữ trước mặt và không nói gì. Người phụ nữ bị cô gái váy trắng nhìn mãi thì trong lòng bỗng thấy lo lắng, cô nương à, một miếng dưa có 2 đồng thôi, ta. Lúc này cô gái váy trắng đột nhiên xòe tay phải ra. Trong một ruộng dưa ở nơi nào đó trong lục giới, một quả dưa hấu đột nhiên bay lên, quả dưa đó mang theo một luồng kiếm khí, phóng lên trời, sau đó lập tức xé toạc hàng ngàn vạn tinh vực thời không vũ trụ ngăn cản, vô số ngôi sao trên đường nó đi ngang qua đều tắt lịm. Quả dưa hấu đó bay vào hệ ngân hà, vừa vào hệ ngân hà, tầng khí quyển trên không liền bị xé toạc một lỗ to tư, hành tinh cũng vì vậy mà rung chuyển mạnh. Cuối cùng, quả dưa hấu đó đã rơi vào tay của cô gái váy trắng. Nàng ấy đặt quả dưa hấu trong tay ra trước mặt chủ sạp hàng, chà nè. Nàng ấy nói xong thì bỏ đi. Mọi người ngỡ ngàng. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi trong màn hình, miệng há lớn đủ để nhét một quả trứng vào. Tiểu tháp khẽ rung lên. Lúc này, nó vô cùng lo lắng cho hệ ngân hà. Miếng dưa hấu kia, suýt nữa đã tiêu diệt cả hệ ngân hà rồi. Mẹ nó. Hệ ngân hà suýt chút nữa đã vì một miếng dưa hấu mà bị hủy diệt. Ngươi tin được không? Lúc này vẻ mặt ba người Cổ Minh cũng vô cùng nặng nề, cô gái váy trắng tuy chỉ là vứt một miếng dưa hấu qua, nhưng, nàng ấy lại khiến miếng dưa này chớp mắt đã xuyên qua mấy nghìn vạn vách ngăn thời không vũ trụ tinh vực. Mẹ nó, chuyện này người làm được sao? Lúc này, ba người bọn họ chỉ muốn nói một câu, khốn kiếp. Phải biết là, miếng dưa kia bản thân không phải thần vật gì cả. Làm một miếng dưa xuyên qua vô số vũ trụ, thực lực này đáng sợ đến nhường nào chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi cảnh tượng này. Trong màn hình, cô gái váy trắng xuất hiện ở một lầu cao bỏ hoang, nàng quay người, ánh mắt lập tức nhìn vào Diệp Huyên, ai ức hiếp huynh? Ai ức hiếp huynh? Diệp Huyên còn chưa kịp mở lời thì tiểu tháp bên cạnh bỗng nói, thiên mệnh tỷ tỷ, là ba người bọn họ. Ba người họ ức hiếp tiểu chủ, còn nói muốn đánh tiểu chủ đến mức tan nát thần hồn, mãi mãi cũng không được siêu sinh. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của tiểu tháp, ba người Cổ Minh kia đều nhíu chặt mày. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên nhìn ba người Cổ Minh kia, Cổ Minh đang định nói thì cô gái váy trắng bỗng lên tiếng, có lời gì, kiếp sau hãy nói. Vừa dứt lời, kiếm trong tay nàng bỗng bay lên. Bù. Trong lục giới. Bầu trời trên đầu mấy người Diệp Huyên, một thanh kiếm bỗng chốc phá không xuyên tới. Chính là kiếm hành đạo. Nhìn thấy kiếm hành đạo, vẻ mặt ba người Cổ Minh kia lập tức thay đổi. Ánh mắt Cổ Minh chợt trở nên hung tợn, tay phải bỗng siết chặt, sau đó, đạp chân phải, cả người phóng lên trời, khi tiếp cận với kiếm Thanh Huyên đang rơi xuống, tay tên này bỗng đánh mạnh ra một quyền. Ngay khi ra quyền, không gian xung quanh lập tức sôi sục. Thế nhưng, ngay khi quyền của Cổ Minh chạp vào kiếm Thanh Huyên. Bù! Kiếm Thanh Huyên đâm thẳng xuống, trực tiếp đâm xuyên nắm đấm Cổ Minh, sau đó nương theo nắm đấm đi vào trong cơ thể. Thoáng chốc, Cổ Minh giống như quả bóng xì hơi, vô số sức lực từ trong cơ thể ông ta tràn ra ngoài, sau đó bị tiêu diệt. Diệt gọn! Trong sân, chớp mắt đã yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe được. Cổ Minh bị diệt gọn rồi.
Diệp Huyên và Tiểu Tháp không hề bất ngờ, Thanh Nhi giết một người trong giây lát chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nam Tư và Khô Cằn ở bên cạnh đã hoàn toàn sửng sốt. Một kiếm. Một kiếm mà Cổ Minh này đã bị diệt gọn rồi. Lúc này đầu óc hai người họ cũng trống rỗng. Ở bên cạnh, Cổ Minh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hai mắt mờ mịt, há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Cứ như vậy, linh hồn biến mất từng chút một. Mà lúc này, kiếm hành đạo kia bay ra từ trong linh hồn, sau đó, kiếm hành đạo lập tức chém về phía Khô Cằn. Sắc mặt Khô Cằn lập tức thay đổi, không hề lùi, vì ông ta biết, mình căn bản lùi không được. Tốc độ một kiếm này đã không phải ở mức bình thường, ông ta căn bản không tránh kịp. Khô Cằn bước ra trước một bước, vừa bước ra, kiếm hành đạo lập tức bị một vùng sáng trắng bao phủ. Bạch chú giới. Thế nhưng, kiếm hành đạo kia vừa đi vào bạch chú giới thì bạch chú giới lập tức bị chôn vùi. Thấy vậy, vẻ mặt Khô Cằn như cho tàn, lúc này, trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, xong rồi. Bù. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, kiếm hành đạo đã xuyên qua giữa trán ông ta. Thân thể Khô Cằn run rẩy, sau đó cơ thể và linh hồn bắt đầu bị phá hủy nhanh chóng. Lại bị diệt gọn. Khô Cằn nhìn cô gái váy trắng trên lầu cao phía xa, ánh mắt vô cùng khó tin, ngươi. Lời còn chưa nói hết, kiếm hành đạo đột nhiên bay ra, thân xác và linh hồn lập tức biến mất. Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên mở lòng bàn tay, hai chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Là nhẫn chứa đồ của Khô Cằn và Cổ Minh, Diệp Huyên nhìn lướt qua hai chiếc nhẫn chứa đồ, ngay sau đó, mí mắt hắn khẽ giật, sau đó vội vàng cất lấy nhẫn chứa đồ. Mà nam tư kia ở bên cạnh bỗng run giọng nói, ta đầu hàng. Đầu hàng. Diệp Huyên và Tiểu Tháp có chút ngây người. Nam tư run giọng nói, tiền bối, ta đầu hàng. Đầu hàng. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ, mà Tiểu Tháp ở bên cạnh lại nói, ngươi cũng không có cốt khí gì cả vậy. Cứ vậy đầu hàng rồi, tốt xấu gì ngươi cũng phải phản kháng chút chứ. Nam tư liếc nhìn Tiểu Tháp, trong lòng mắng mỏ, mẹ nó, ngươi đứng nói chuyện không đau lưng đấy. Phản kháng, lão tử phản kháng chút thì còn mạng sao? Lúc này, cô gái váy trắng mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo lập tức xuất hiện trong tay nàng. Nàng không giết nam tư. Cô gái váy trắng quay người nhìn bên dưới, từ vị trí của nàng nhìn xuống, có thể quan sát cả một thành. Cô gái váy trắng nhìn bên dưới, im lặng không nói. Diệp Huyên do dự rồi nói, Thanh Nhi. Cô gái váy trắng quay người nhìn Diệp Huyên, sao vậy? Diệp Huyên hỏi, nhị nha, nàng ấy không sao chứ? Cô gái váy trắng gật đầu, không đánh chết. Diệp Huyên. Cô gái váy trắng hỏi, huynh biết nàng ta. Diệp Huyên gật đầu, nàng ấy từng giúp ta không ít. Hắn cảm thấy, vẫn nên nói tốt cho nhị nha chút ít, ấn tượng của hắn với cô gái nhỏ này không tệ, một cô gái rất rất nghĩa khí. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, sau đó nó, ở bên kia, vẫn ổn chứ. Diệp Huyên cười nói, ổn. Nói rồi, hắn như nghĩ đến gì đó, vội nói, Thanh Nhi, có chuyện muốn hỏi muội. Thanh Nhi gật đầu, được. Diệp Huyên trầm giọng nói, Thanh Nhi, có hai cảnh giới, một là phá vòng và vẽ vòng, nhưng, ta không lựa chọn đi hai cảnh giới này, mà lựa chọn vào vòng, có lẽ muội biết ta vào vòng của muội, đúng chứ? Thanh Nhi khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyên trầm giọng nói, sau khi ta vào vòng của muội, ta đã ngộ ra một trạng thái rất kỳ diệu, cũng chính là tĩnh tâm, nhưng sau đó, ta không biết nên đi thế nào. Thanh Nhi ngẫm nghĩa, sau đó nói, ngưng thần. Diệp Huyên nhíu mày, ngưng thần. Thanh Nhi khẽ gật đầu, sau khi tĩnh tâm, là ngưng thần, thần còn được gọi là tinh thần, thần hồn. Sau khi tĩnh tâm, tập trung tinh thần chi lực và thần hồn chi lực vào một điểm, cuối cùng dùng tâm xuất kiếm. Diệp Huyên thấp giọng nói, dùng tâm xuất kiếm, kiếm tâm. Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên cười khổ, kiếm tâm, từ lâu ta đã lĩnh ngộ rồi. Nhưng, mấy năm nay, ta vẫn luôn cảm thấy ta đang đi lại con đường cảnh giới cũ lúc trước, như vậy. Thanh Nhi khẽ cười, bình thường thôi. Diệp Huyên có chút không hiểu, bình thường. Thanh Nhi quay người nhìn thành bên dưới, sau đó khẽ nói, huynh nhìn người đời ở đây, bọn họ vì kiếm sống,
mỗi ngày dậy sớm sau đó đêm khuya quay về, trong một năm, gần như ngày nào cũng lặp lại buồn chán như vậy, cuộc đời bọn họ là gì? Công việc, ăn uống, ngủ nghỉ, ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến khi hết đời. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyên, không chỉ bọn họ, vạn vật thế gian này căn bản đều đang không ngừng lặp lại, như mặt trời mọc rồi lặn, như thủy triều lên rồi hạ, như hoa nở rồi tàn, lặp lại, vốn không phải chuyện xấu, mỗi lần lặp lại, tương đong như một vòng luân hồi mới, cũng giống như một điểm khởi đầu mới. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, có thể nói đơn giản chút không? Nam Tư ở bên cạnh bỗng nói, chuyện này, hình như đã nói rất đơn giản rồi. Ta đã nghe hiểu rồi, tiểu hữu, ngươi. Bù. Lúc này, một thanh kiếm không biết từ đâu bay đến đâm thẳng vào miệng Nam Tư. Ầm. Sau ót Nam Tư lập tức phun ra máu. Chính là kiếm hành đạo. Nhưng, kiếm hành đạo không hề giết ông ta, mà chỉ cố định ông ta. Vẻ mặt Nam Tư ngơ ngác. Cô gái váy trắng lạnh lùng liếc nhìn Nam Tư, người rất thông minh sao? Vẻ mặt Nam Tư vô cùng khó coi, lão tử có khi nào oan ức như vậy đâu chứ? Nhưng, hắn không hề có suy nghĩ phản kháng nào. Cô gái này, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Cô gái váy trắng không quan tâm Nam Tư mà nhìn sang Diệp Huyên, kiếm tâm phân ra rất nhiều loại, trong rất nhiều loại lại phân ra rất nhiều tầng, trong rất nhiều tầng lại phân ra cảnh giới khác nhau. Nói đến đây, nàng do dự chốc lát, rồi nói, dùng lời khó nói rõ, nhưng huynh cũng không cần quan tâm những thứ này, ta đơn giản hóa cho ngươi chút, sau này huynh tu luyện ngưng thần, cứ làm theo lời ta nói, tạm thời không hiểu cũng không quan trọng, chúng ta có thể tu luyện xong trước, sau đó lại từ từ hiểu sau. Diệp Huyên. Nam tử kia ở bên cạnh nghe thấy mà mắt trợn tròn, mẹ nó, có thể chơi được vậy sao? Tu luyện như vậy có khác gì dối trá chứ? Diệp Huyên ở bên cạnh khẽ gật đầu, được, vậy sau này ta sẽ tu luyện ngưng thần. Nói đến đây, hắn chần chừ rồi lại hỏi Thanh Nhi, người vừa nãy khi ngăn lại kiếm hành đạo của muội, hắn dùng một loại thời không rất đặc biệt, cũng chính là thời không bạch chú, trong thời không đó, có lưu thể chi lực thần bí. Muội có thể nói chút về thời không này không? Thanh Nhi trầm mặc, Diệp Huyên nhíu mày, muội cũng không biết sao. Thanh Nhi lắc đầu, ta đang nghĩ làm sao có thể diễn giải đơn giản những gì ta biết, như vậy thì huynh mới nghe hiểu được. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiểu Tháp ở bên cạnh do dự rồi nói, tiểu chủ, sau này ngươi vẫn phải cố gắng đọc sách thêm đi. Nếu không, nhưng vậy cũng xấu hổ quá đi. Diệp Huyên. Lúc này, Thanh Nhi nói, cảnh giới của thế giới này của huynh, rất lộn xộn, ta sẽ đơn giản hóa cho huynh. Bây giờ, ta phân biệt cho huynh hiểu. Thời không có hai loại, một loại là thời không bình thường, thế nào là thời không bình thường? Chính là vùng thời không vạn vạn sinh linh sinh sống này, thời không này chính là thời không bình thường, còn có một thời không rất đặc biệt, thời không đặc biệt này, khá phức tạp, bởi vì chủng loại rất nhiều, bạch chú chi giới vừa nãy huynh thấy, chỉ là một loại tổng đó. Thời không đặc biệt này hình thành thế nào, cũng rất phức tạp, nói đơn giản thì tốc độ thời trôi qua khác với thời không bình thường. Diệp Huyên lại hỏi, tại sao tốc độ thời gian trôi đi lại không giống với bên ngoài? Thanh Nhi ngẫm nghĩ, sau đó nói, bởi vì mật độ thời không khác nhau. Diệp Huyên nhíu mày, hỏi tiếp, tại sao mật độ thời không lại khác nhau? Thanh Nhi im lặng một lúc lâu, rồi nói, bởi vì mỗi một loại thời không khi hình thành, đều sẽ vì đủ các nhân tố mà tạo thành mật độ thời không khác nhau. Ví dụ, linh khí trong các loại thời không khác nhau. Cũng sẽ ảnh hưởng đến mật độ thời không, còn có một vài nguyên nhân chủ yếu chính là một vài vật chất đặc biệt trong thời không, đó là những vật chất mà người thường khó nhìn thấy được, cũng khó mà nói rõ đôi ba lời. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, thời không này được hình thành thế nào? Còn nữa, những vật chất đó được hình thành thế nào? Lầu cao bỏ hoang dưới chân Thanh Nhi đột nhiên biến thành hư vô. Tiểu Tháp ở bên cạnh Diệp Huyên run giọng nói, tiểu chủ, người có thể hỏi vấn đề nào rõ ràng chút không? Thanh Nhi tỷ tỷ sẽ không tức giận với người, nhưng không có nghĩa sẽ không tức giận, người hỏi nữa, hệ Ngân Hà sẽ không còn nữa đâu. Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, hắn do dự rồi nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi khẽ nói, hiện tại kiến thức của huynh còn khá hạn hẹp, có nhiều thứ không hiểu hết, như vậy rất bình thường. Nói đến đây,
nàng ngẫm nghĩ rồi mở lòng bàn tay, trong bàn tay nàng bỗng xuất hiện một quyển sách cổ. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, đây là... Thanh Nhi nói, ta đặc biệt biên soạn cho huynh, bên trong có vài điểm kiến thức nền tảng, những hoài nghi về võ đạo và kiếm đạo của huynh về giai đoạn hiện tại đều có thể tìm thấy đáp án bên trong. Nói rồi, cuốn sách cổ lướt nhẹ, sau đó, nó đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vội nhận lấy cuốn sách đó, hắn mở ra nhìn, trang đầu tiên lại là Thiên Ngưng Thần. Ngưng Thần. Diệp Huyên chợt ngây người, lúc này, một luồng sáng trắng lập tức xuyên vào giữa trán hắn. Cơ thể Diệp Huyên thoáng chốc run rẩy, ngay sau đó, vô số thông tin tràn ngập trong đầu hắn. Ngưng Thần. Trong những thông tin này, Thanh Nhi chỉ cho hắn phải tu luyện ra sao một cách kỹ lưỡng, mà những kiến thức về phương diện thời không này, Thanh Nhi cũng làm chú thích rất rõ ràng, như sợ hắn xem không hiểu vậy. Lúc này, Thanh Nhi bỗng nói, huynh cứ từ từ tu luyện, nếu huynh thấy mệt, thì không tu luyện nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, hắn nhìn Thanh Nhi, không tu luyện. Thanh Nhi gật đầu, ta bảo vệ huynh cả đời. Diệp Huyên. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu, nàng nhìn chân trời phía xa, ở chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện mười mấy phi thuyền. Lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền đến từ chân trời, người tu võ, người đã bị bao vây, mau giơ hai tay lên, ngay lập tức. Lập tức. Lúc nói chuyện, mười mấy tia đỏ nhắm vào cô gái váy trắng. Lúc này, cô gái váy trắng quay đầu nhìn, lần sau lại nói. Nói rồi, bức tranh đột nhiên biến mất không thấy dấu. Tiểu Tháp ở bên cạnh Diệp Huyên run giọng nói, xong rồi. Thôi xong rồi. Hệ Ngân Hà kết thúc rồi. Diệp Huyên. Lúc này, Nam Tư ở bên cạnh lại muốn rời đi. Diệp Huyên nhìn Nam Tư, cười nói, người muốn đi đâu? Vẻ mặt Nam Tư cứng đờ, ông ta do dự chốc lát rồi nói, Diệp thiếu có gì dặn dò? Diệp Huyên cười nói, Nam Tư tộc trưởng, người không cảm thấy ngươi nể thể hiện chút gì đó sao? Nam Tư nhìn Diệp Huyên. Ông ta do dự chốc lát rồi nói, Diệp thiếu muốn bồi thường gì? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, trong tay hắn xuất hiện hai chiếc nhẫn chứa đồ, chính là nhẫn chứa đồ của hai người Cổ Minh tộc trưởng, hắn nhìn Nam Tư, cũng không nói gì. Nam Tư sao không hiểu được chứ? Lập tức vội vàng lấy nhẫn chứa đồ của mình đưa cho Diệp Huyên, Diệp thiếu, đây là chút tâm ý, vui lòng nhận cho. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta không phải kiểu người đó. Vẻ mặt Nam Tư cứng đờ, Diệp Huyên có chút không vui, ngươi cho rằng ta là kiểu người ỷ mạnh hiếp yếu sao? Ta nói cho ngươi biết, ta không phải. Vẻ mặt Nam Tư khó coi cực điểm, mẹ nó, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Đương nhiên ông ta không dám nói ra lời thật lòng, lập tức cười xòa, Diệp thiếu, lúc trước chúng ta đã gây phiền cho ngươi rồi, đây là chút tâm ý nhỏ, xem như bồi thường. Mang Diệp thiếu vui lòng nhận cho, Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ. Sau đó nói, Nam Tư tộc trưởng, nếu đây đã là tấm lòng ngươi, vậy ta sẽ nhận vậy. Nam Tư vội gật đầu, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, Nam Tư tộc trưởng, ta còn có một yêu cầu có chút quá đáng, ngươi không bận tâm chứ. Nam Tư có chút chần chừ, Diệp thiếu cứ nói. Diệp Huyên cười nói, bây giờ chưa có, chỉ là sau này nếu ta có gì cần giúp đỡ, ngươi cũng biết, ta ở đây không có chỗ dựa dẫm gì. Cũng không ai giúp đỡ, ngươi xem, Nam Tư lập tức nói, sau này nếu Diệp thiếu có cần gì, cứ lập tức dặn dò một tiếng, Minh tộc ta lập tức lên núi đao xuống biển lửa vì Diệp thiếu, chết cũng không từ. Diệp Huyên ngây người, tên này sao đột nhiên lại trở nên tích cực vậy chứ? Mới đầu thật ra Nam Tư cũng không nguyện ý, nhưng về sau, ông ta nghĩ lại, bản thân Minh tộc nếu như có thể ôm được đùi lớn Diệp Huyên này, chẳng lẽ không phải một chuyện rất tốt sao? Đây có thể là một cơ hội lớn của Minh tộc rồi. Bởi vì cô gái váy trắng kia thật sự quá kinh khủng. Diệp Huyên cười nói, vậy đa tạ Nam Tư tộc trưởng. Nam Tư vội nói, không không, có thể giúp đỡ Diệp thiếu, là vinh hạnh của Minh tộc ta, vinh hạnh to lớn. Diệp Huyên. Nam Tư do dự, sau đó nói, Diệp thiếu, có thể hỏi một chuyện không? Diệp Huyên nhìn Nam Tư, cười nói, người hỏi thử xem. Nam Tư im lặng một lúc rồi nói, vị tiền bối vừa nãy là. Diệp Huyên cười ha ha, nàng ấy là muội muội ta.
Muội muội. Nam Tư thấp giọng nói, thật sự là muội muội Diệp Thiếu. Diệp Huyên gật đầu, hình như ngươi không tin tưởng lắm. Nam Tư cười nhạt, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, có phải ngươi cảm thấy, tại sao muội muội mà lại mạnh như vậy, mà ca ca thì thực lực không mạnh gì cả. Nam Tư cười nhạt, không nói. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, thực không dám giấu, thật sự ta cũng rất mạnh. Chẳng qua chỉ là, ban đầu khi ta tu luyện đã xảy ra chút vấn đề. Nam Tư khẽ nhíu mày, Diệp Thiếu đang tu luyện lại. Diệp Huyên vội gật đầu, đúng vậy, ta đang tu luyện lại. Hơn nữa, ký ức ta đã bị mất một ít, một khi ký ức của ta khôi phục hoàn toàn, lúc đó chư thiên vạn giới này, không ai đỡ được một kiếm của ta cả. Nam Tư nhìn Diệp Huyên, cũng không nói gì. Mặc kệ là thật hay giả, trong lòng tự tính toán là được. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, hai luồng hơi thở kinh người đột nhiên xuất hiện trong sân, chính là tộc trưởng Tu Di không của Tu Di tộc còn có tộc trưởng Thiên Thiện của Thiên tộc. Hai người nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày. Tu Di không trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên cười nói, không có gì. Chính là tộc trưởng cổ tộc và tộc trưởng thần tộc khô cằn đã mất rồi thôi. Mất rồi. Hai người đều sững sờ. Tu Di không quay đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi làm. Nam Tư nhìn Diệp Huyên, không nói. Tu Di không nhìn Diệp Huyên, ngươi làm. Diệp Huyên cười ha ha, ngươi cảm thấy ai làm vậy? Tu Di không nhìn Diệp Huyên, ngươi đừng có giả thần giả quỷ, ngươi. Nam Tư ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh, Tu Di không, người đúng thật là không có não. Tu Di không nhìn Nam Tư, nheo mắt, người có ý gì? Nam Tư thấp giọng thở dài, Tu Di không, vừa nãy đã có hai cao thủ phá giới cảnh chết rồi. Chẳng lẽ người muốn làm người thứ ba sao? Thật sự ông ta muốn để Tu Di không khiêu khích Diệp Huyên, nhưng, ông ta sợ, sợ cô gái váy trắng kia lại xuất hiện, cô gái kia rõ ràng là tính khí không tốt chút nào. Nhớ đâu nàng ấy xuất hiện lại, giết hai người Tu Di không rồi cũng giết luôn bản thân ông ta, thì bản thân ông ta oan uổng nhường nào. Ông ta thật sự không muốn gặp lại cô gái váy trắng kia nữa. Quá kinh khủng. Nghe thấy lời của Nam Tư, Tu Di không nhíu chặt mày hơn, ông ta lại nhìn sang Diệp Huyên lại khẽ cười rồi nói, ta đi trước. Nói xong, hắn cất lại tiểu tháp, sau đó quay người rời đi. Mà lúc này, Tu Di không đột nhiên nói, đợi đã. Diệp Huyên quay người nhìn Tu Di không, có chuyện. Tu Di không do dự, sau đó nói, tiểu tháp đó. Nam Tư ở bên cạnh bỗng tức giận quát lớn, Tu Di không, người bại não sao? Hả, người mất não sao, cái tên ngu xuẩn này. Diệp Huyên. Tu Di không cũng giận dữ quát lớn, Nam Tư, người đừng có giả thần giả quỷ với lão tử không lọt vào hố người đâu. Ngươi! Ngay lúc nào, Thiên Thiện ở bên cạnh đột nhiên lùi sang bên cạnh Nam Tư. Tu Di không nhìn không hắn, nhưng ông ta nhìn thì hiểu. Nam Tư là người nào chứ? Đó là tộc trưởng Minh tộc, ở cả lục giới, thực lực thật ra chỉ đứng sau tộc trưởng thần tộc trước đó là Khô Càn, mà thái độ Nam Tư với Diệp Huyên như vậy, không bình thường chút nào. Kính cẩn! Nam Tư dựa vào đâu mà lại kính cẩn? Rõ ràng, cái chết của Khô Cằn và Cổ Minh kia có liên quan đến Diệp Huyên. Diệp Huyên có thể khiến hai người họ chết, thì có thể khiến bọn họ chết. Lúc này đắc tội với Diệp Huyên, đúng thật là không thông minh. Khi thấy Thiên Thiện đứng sau lưng Nam Tư, Tu Di không nhíu mày, Thiên Thiện, người có ý gì? Thiên Thiện im lặng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Mẹ nó! Sao Tu Di không này như bị bại não vậy? Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên đẩy tiểu tháp ra, cười nói, Tu Di không tộc trưởng, người muốn tiểu tháp này. Tu Di không nhìn Diệp Huyên, thấp giọng nói, Diệp Huyên, người đừng quên, người đã bán tiểu tháp này cho ta rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hình như là đúng vậy. Tu Di không thấp giọng nói, tiểu tháp này là của Tu Di tộc ta. Tiểu tháp đột nhiên nói, người dựa vào đâu mà cho rằng ta là của ngươi. Tu Di không nhìn tiểu tháp, hắn đã bán ngươi cho ta rồi. Tiểu tháp tức giận nói, hắn nói bán cho ngươi, thì ta là của ngươi. Tu Di không nhíu mày, ngươi có ý gì?
Tiểu Tháp lạnh giọng nói, ý gì? Ta nói ta bán cả lục giới này cho ngươi, bây giờ, lục giới này là của ngươi rồi. Tu Di không nheo mắt, ông ta nhìn Diệp Huyên, thế nào, ngươi không giữ lời. Diệp Huyên đang định nói thì Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, không liên quan đến tiểu chủ, hắn cũng không có quyền sở hữu ta, quyền sở hữu ta thuộc về chủ nhân. Hắn không có quyền bán ta cho ngươi. Tu Di không tức giận nói, không phải ngươi gọi hắn là tiểu chủ sao? Tiểu Tháp tức giận nói, ngươi cũng biết là tiểu chủ à? Trên hắn còn có một lão chủ còn chưa chết, vì vậy, hắn chưa thể kế thừa ta. Diệp Huyên đen mặt, mẹ nó, Tiểu Tháp này nói lời bậy bạ gì vậy? Tu Di không chậm rãi siết chặt tay phải, ta nhìn ra mà. Các ngươi một người một tháp muốn bỡn cợt ta. Tiểu Tháp có chút cạn lời, lão gia hỏa, là tự ngươi dễ bị trêu chọc, tại sao ngươi lại tin lời hắn chứ? Tu Di không tức giận nói, ngươi cái đồ tháp vỡ này, ngươi im miệng. Tiểu Tháp. Tu Di không nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên, ban đầu ngươi bán nó cho ta rồi, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nhận không? Diệp Huyên gật đầu, nhận. Nói rồi, hắn nhìn Tiểu Tháp, nó là của ngươi. Tu Di không nhìn Tiểu Tháp, ngươi cái đồ tháp vỡ, ngươi nghe chưa? Gia chủ ngươi nhận rồi. Tiểu Tháp đột nhiên nhìn Diệp Huyên, tiểu chủ, người bán ta bao nhiêu tinh mạch? Diệp Huyên chần chừ rồi nói, 5. Tiểu Tháp tức giận, tiểu chủ, người đúng là phá gia chi tử. Ta tốt xấu gì cũng là bảo vật gia truyền cha người truyền lại, người lại chỉ bán 5 tinh mạch. 5, ngươi không thể bán nhiều thêm chút sao? Diệp Huyên. Nghe thấy lời Tiểu Tháp nói, sắc mặt của Tu Di không ở một bên lập tức trở nên khó coi. Ông ta đã hiểu rồi. Rõ ràng một người một tháp này đang bỡn cợt ông ta. Tu Di không bỗng nắm chặt tay phải, sau đó tung một trường băng về phía Diệp Huyên. Ở nơi xa, Diệp Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có ý định ra tay. Lúc này, nam tử đột nhiên chắn trước mặt Diệp Huyên, nghênh đón trường băng đang đánh tới. Sức mạnh cường đại của hai bên vừa tiếp xúc, tinh không xung quanh lập tức sôi trào. Sau đó bị hủy diệt, tiếp theo, hai người cùng tiến vào một vực sâu không gian thần bí. Tu Di không nhìn chằm chằm nam tư, ngươi làm cái gì đấy? Nam tư quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, chờ hắn đưa ra chỉ thị. Diệp Huyên cười nói, để ta. Nam tư sửng sốt, Diệp thiếu gia cậu, để cậu lên á. Diệp Huyên khẽ gật đầu, liếc Tu Di không một cái, cười nói, để ta. Thật ra hắn đã muốn đánh một trận với cường giả phá giới cảnh từ lâu rồi. Bởi vì hiện giờ hắn cũng không biết chiến lực của mình thuộc cấp bậc gì, dù sao hóa tự tại chắc chắn không phải đối thủ của hắn, mà hắn thì muốn nhìn thử xem mình có thể giết được cường giả phá giới cảnh hay không. Nam tư do dự một lát mới nói, Diệp thiếu gia, cậu chắc chắn chứ? Diệp Huyên cười đáp, yên tâm đi, nếu ta đánh không lại thì sẽ gọi người. Dứt lời. Hắn liền bước về phía Tu Di không. Nam tư ở một bên nghe thấy lời Diệp Huyên liền lộ ra vẻ mặt cứng đờ. Gọi người. Vừa nghĩ tới cô gái váy trắng vô cùng đáng sợ, y liền không khỏi sợ hãi. Lúc này, Diệp Huyên lao tới trước mặt Tu Di không, nhìn ông ta một lát rồi nói, ra tay thôi. Tu Di không nhìn Diệp Huyên, không biết lượng sức. Lời vừa dứt, ông ta lập tức hất tay phải lên, sau đó... Diệp Huyên nhanh chóng bị đánh vào bạch chú giới. Nhưng vẻ mặt của Diệp Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh, không loạn chút nào. Lát sau, chân mày Tu Di không trao lại, bởi vì ông ta phát hiện ra rằng Diệp Huyên ở bên trong bạch chú giới lại không hề hấn gì hết. Lúc này, Diệp Huyên bước lên trước một bước, sau đó lập tức rời khỏi bạch chú giới. Chứng kiến cảnh ấy, sắc mặt của ba cường giả phá giới cảnh lập tức biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cứ vậy mà ra được rồi. Tu Di không nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt như nhìn quái vật ngươi. Diệp Huyên khẽ trỏ ngón cái, kiếm thanh huyền liền bay ra. Tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã chém đến trước mặt Tu Di không. Sắc mặt Tu Di không hoàn toàn biến đổi, ông ta vừa muốn ra tay nhưng ngay sau đó lại lập tức tái nhợt. Không chỉ vậy, cả người ông ta cũng tan biến bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nam Tư và Thiên Thiện ở một bên cũng đồng loạt biến sắc, nhanh chóng lùi lại phía sau đến tận mấy vạn trượng.
Hai người nhìn về Diệp Huyên phía xa, trong mắt ngập tràn vẻ kinh hãi. Vụt trôi. Bởi vì thời gian ở chỗ Diệp Huyên đứng đang nhanh chóng vụt trôi, tốc độ khủng khiếp ấy còn khủng khiếp hơn cả trong bạch chú giới. Kiếm Thanh Huyền ngừng lại trước trán Tu Di Không mười mấy tấc, giờ phút này, Tu Di Không đã già nua như một miếng gỗ mục. Tuổi thọ đã cạn. Một kiếm của Diệp Huyên đã chém cạn tuổi thọ của ông ta. Lúc này, Diệp Huyên ngửa bàn tay ra, kiếm Thanh Huyền quay về trong tay hắn. Tu Di Không đột nhiên khàn giọng nói, chiêu này, tên là gì? Diệp Huyên dừng bước, hắn ngẫm nghĩ, sau đó nói, chém mệnh. Chém mệnh. Trong mắt Tu Di Không xuất hiện vẻ hoang mang. Ở nơi xa, Diệp Huyên nói, xin lỗi nhé, ta không ngờ ngươi lại yếu như vậy, nhưng, đây đã là chiêu thức yếu nhất của ta, hai. Tu Di Không, thấy Diệp Huyên muốn đi, ông ta dùng chút khí lực cuối cùng hỏi một câu, người mạnh thế thì sao còn giả vợ yếu? Diệp Huyên quay đầu liếc Tu Di Không, sau đó nói, tạo nét đấy, hiểu không? Tu Di Không chết bất đắc kỳ tử. Diệp Huyên và Tiểu Tháp biến mất tại cuối chân trời. Nam Tư và Thiên Thiện trầm mặc, mà đúng lúc này, Diệp Huyên quay trở lại, cả hai liền ngây ra. Diệp Huyên cười ngượng ngập, chỉ mải làm màu mà quên mất cầm theo đồ. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, nhẫn không gian của Tu Di Không liền bay tới tay hắn, tiếp đó, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Nam Tư và Thiên Thiện đứng nguyên chỗ cũ mà há hốc miệng. Một lát sau, Thiên Thiện trầm giọng nói, Cổ Minh là do hắn giết sao? Nam Tư trầm mặc một lát, nói, nếu ta nói không phải thì ngươi có tin không? Thiên Thiện nhìn Nam Tư, không phải. Nam Tư nói khẽ, là muội muội hắn giết, nàng ta ở cách đây không biết bao nhiêu tinh vực. Thiên Thiện trầm giọng nói, muội muội hắn, mạnh lắm sao? Nam Tư nhìn Thiên Thiện, đánh nhau với cái tên, à không phải, đánh nhau với Diệp thiếu gia thì ta với ngươi còn có cơ hội sống, còn nếu đánh với muội muội hắn. Nói tới đây, y lắc đầu, cứ chờ chết là được. Thiên Thiện. Nam Tư đột nhiên hỏi, sao Tu Di Không kia lại ngu thế? Đáng lẽ không nên vậy chứ? Thiên Thiện trầm mặc một lát mới nói, ta cũng không ngờ ông ta lại ngu thế. Nam Tư thấp giọng thở dài, chúng ta vẫn nên khiêm tốn chút đi, khiêm tốn chút. Tại sao Cổ Minh lại chết ư? Bởi vì ngông cuồng. Hiện giờ y vẫn nhớ rõ câu nói của Cổ Minh lúc đó, ta không tin nàng ta có thể giết chết ta trong chớp mắt. Vừa thử cái là bay màu luôn. Làm người quả nhiên không thể quá kiêu căng được. Diệp Huyên và Tiểu Tháp xuất hiện trong một đám mây nào đó, lúc này đây, hắn đang hưng phấn khó tả. Chém mệnh, hắn không ngờ uy lực của kiếm kỹ mà mình sáng tạo ra lại khủng bố như thế. Một kiếm chém chết một sinh mạng. Một kiếm kia chém xuống, đến cả cường giả phả giới cảnh cũng không đỡ nổi, điều này quá mức khủng khiếp. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, sớm biết người đỉnh như vậy thì ta đã không nói bừa mấy lời linh tinh kia nữa. Diệp Huyên cười ha ha, Tiểu Tháp, người cũng cảm thấy ta giỏi à? Tiểu Tháp nói, giỏi hơn trước kia một chút. Nói tới đây, dường như nghĩ tới điều gì đó, chợt hỏi, Tiểu Chủ, ta bị bắt đi, lẽ nào người không lo lắng chút nào sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, lo lắng, hẳn là ta lo lắng cho đám người Cổ Minh. Tiểu Tháp ngây người, sau đó hưng phấn nói, vì cái gì? Diệp Huyên chân thành nói, ngươi là gì? Ngươi chính là cái tháp đệ nhất chư thiên vạn giới. Ta thực sự không nghĩ ra, với IQ của ngươi, ngoài tam kiếm ra thì thế gian làm gì có ai giết được ngươi? Tiểu Tháp cười nói, Tiểu Chủ, khiêm tốn, khiêm tốn. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, đám Cổ Minh gặp phải ngươi đúng là bất hạnh của bọn họ. Tiểu Tháp cười ha ha, Tiểu Chủ, thật ra ta cảm thấy người cũng rất giỏi á, mặc dù thực lực của người không bằng chủ nhân, thế nhưng người vẫn trẻ mà. Nói chứ lúc chủ nhân bằng tuổi người thì còn thua xa luôn á. Diệp Huyên cẩn thận liếc nhìn bốn phía, sau đó nói, đừng nói linh tinh, cha ta rất mạnh. Tiểu Tháp cười nói, lúc chủ nhân bằng tuổi người thì kém hơn thật mà, hơn nữa, trước kia chủ nhân cũng có chỗ dựa, mặc dù chỗ dựa ấy không mạnh như của người, thế nhưng cũng là có chống lưng rồi. Dù sao trong lòng ta chủ Tiểu Chủ không hề thua kém chủ nhân chút nào. Người muốn vượt qua chủ nhân chỉ là vấn đề thời gian thôi. Diệp Huyên cười nói, Tiểu Tháp,
người đi theo cha ta từ lâu rồi, ta tin ông ấy có được thành tựu hôm nay cũng có một nửa công lao của ngươi. Tiểu Tháp cười ha ha, khiêm tốn, ha ha. Diệp Huyên nhìn xung quanh, có chút chột dạ, sau đó quay người biến mất tại chỗ. Không lâu sau, Diệp Huyên đi vào linh giới. Lúc Linh Thiên biết được chuyện đám cổ minh bị giết thì nàng ta đã biết chuyện này có liên quan với Diệp Huyên. Trong phòng, Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, ngươi làm. Diệp Huyên cười nói, ngươi đang hỏi chuyện của cổ minh ấy hả? Linh Thiên gật đầu. Diệp Huyên cười đáp, là ta giết. Linh Thiên nhíu mày, cả ba đều là ngươi giết sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, hơn nữa còn chỉ dùng đúng một kiếm. Nói tới đây, hắn ngừng một lát, sau đó nói tiếp, có cả Tiểu Tháp, hai chúng ta liên thủ giết ba kẻ đó trong chớp mắt. Tiểu Tháp vội vàng nói, đúng, ta và tiểu chủ liên thủ giết chết ba kẻ đó, quả thật không tốn nhiều sức, chỉ tốn chút miệng. Nói tới đây, nó lập tức ngừng lại. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, không nói tiếng nào. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ngươi không tin. Linh Thiên thấp giọng thở dài, ngươi căn bản không thể giết được bọn họ. Diệp Huyên cười nói, nếu cô không tin thì có thể nam tư. Dứt lời, hắn quay người tiến vào Tiểu Tháp. Ở chỗ cũ, Linh Thiên thoáng do dự, nhưng sau đó đã nhanh chóng biến mất. Chỉ lát sau, Linh Thiên đã đi thẳng tới minh giới, tìm được nam tư. Nam tư im lặng một lát mới nói, hắn nói là do hắn giết. Linh Thiên gật đầu. Nam tư lại nói, vậy thì là hắn giết đấy. Biểu cảm của Linh Thiên cứng đờ. Nam tư nhìn Linh Thiên, đúng vậy, Diệp thiếu gia chém chết ba cường giả phá giới cảnh chỉ bằng một kiếm. Mặt Linh Thiên đen lại, hắn không mạnh tới vậy. Nam tư thấp giọng thở dài, đừng xoắn suýt chuyện này nữa. Diệp thiếu gia nói hắn vô địch thiên hạ thì ta cũng tin. Linh Thiên. Nam tư đột nhiên nói, Linh Thiên tộc trưởng, Diệp thiếu gia và linh tộc của cô là. Linh Thiên nói, bạn chi kỷ. Nàng ta không ngốc nên cũng biết, dù ba kẻ kia không phải do Diệp Huyên giết thì chắc chắn cũng có liên quan đến Diệp Huyên. Chẳng lẽ không ai nghe thấy Nam Tư tôn xưng Diệp Huyên là Diệp thiếu gia sao? Lúc này, Nam Tư đột nhiên nói, Linh Thiên tộc trưởng, chúng ta kết đồng minh đi. Linh Thiên nhìn Nam Tư, kết đồng minh. Nam Tư gật đầu, kết đồng minh, mãi mãi giao hảo. Linh Thiên. Một lát sau, Linh Thiên trầm giọng nói, Nam Tư tộc trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người có thể nói cho ta biết được không? Nam Tư im lặng một hồi mới nói, Diệp thiếu gia, đó là người có chống lưng á. Linh Thiên. Bên trong Tiểu Tháp. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này hắn đã tiến vào trạng thái tĩnh tâm kỳ diệu. Sau khi tiến vào trạng thái này, hắn bắt đầu ngưng thần. Ngưng thần có khó không? Vô cùng khó. Nhưng đối với Diệp Huyên mà nói thì không khó chút nào. Vì sao? Bởi vì Thanh Nhi đã giải thích tỉ mỉ cảnh giới này, không chỉ vậy mà còn dạy hắn nên tu luyện thế nào. Thanh Nhi đã cho hắn cách giải quyết của tất cả vấn đề. Một ngày sau, Diệp Huyên thành công bước vào trạng thái ngưng thần kia. Đúng lúc này, dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, không biết cái đám vây quanh Thanh Nhi hiện giờ sao rồi. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, có lẽ người nên hỏi hiện giờ hệ Ngân Hà như nào rồi. Diệp Huyên. Thanh Nhi sẽ tiêu diệt hệ Ngân Hà ư? Diệp Huyên không biết, hắn chỉ biết một điều rằng hệ Ngân Hà sẽ thể sẽ khá gian nan. Một lát sau, Diệp Huyên tiến vào bên trong không gian bạch chú. Vì có kiếm Thanh Huyên nên sức mạnh vụt trôi của bạch chú giới không hề ảnh hưởng đến hắn. Không chỉ vậy, lúc ở trong bạch chú giới, uy lực của trảm mệnh trở nên khủng khiếp hơn. Bởi vì nơi nào trong bạch chú giới cũng có sức mạnh vụt trôi, kiếm Thanh Huyên có thể trực tiếp điều động chúng. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn tiến vào bạch chú giới không phải vì muốn điều động sức mạnh vụt trôi của thời gian, mà muốn xem thử uy lực của cảnh giới ngưng thần. Trong giây lát nhắm mắt, Diệp Huyên lập tức bước vào trạng thái tĩnh tâm, tiếp theo đến trạng thái ngưng thần. Giờ phút này, tinh thần lực và sức mạnh thần hồn của hắn đều được tập trung ở mức cao nhất. Diệp Huyên đột nhiên trỏ nhẹ ngón cái. Ong!
kiếm thanh huyền chém thẳng ra ngoài. Ầm. Trong nháy mắt, bạch chú giới lập tức bị chôn vùi. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ cong. Uy lực của chiêu này mạnh hơn lúc trước rất rất nhiều. Trong trạng thái tĩnh tâm, vạn vật sáng tỏ, còn trong trạng thái ngưng thần, bản thân sáng tỏ. Điểm khác biệt lớn nhất của hai trạng thái này chính là, một cái là nhìn rõ vạn vật, cái còn lại là nhận rõ bản thân. Trong trạng thái ngưng thần, hắn có thể phát huy sức mạnh bản thân đến cực hạn. Vô địch. Diệp Huyên lại có loại cảm giác này. Chấm than, hiện giờ hắn không chỉ đạt đến ngưng thần cảnh mà còn sáng tạo ra kiếm kỹ đáng sợ như Trảm Mệnh. Phá giới cảnh ư, đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Nhưng đầu óc Diệp Huyên vẫn rất tỉnh táo, hẳn chưa quên mình phải chịu định luật đẹp trai không quá 3 ngày. Khiêm tốn. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên bỗng mở lòng bàn tay ra, 4 chiếc nhẫn không gian lập tức xuất hiện bên trên. Trong nhẫn có tổng cộng 50 tinh mạch. 50 tinh mạch này là nguồn tài chính tư nhân của đám người cổ minh, con số không quá lớn nhưng cũng chẳng quá nhỏ. Tính thêm cả đồ mà Linh Thiên cho hắn lúc trước thì hiện giờ có gần 75 tinh mạch, số tinh mạch này có tác dụng cực lớn đối với cường giả phá giới cảnh. Nói cách khác, trong tương lai, tinh mạch cũng sẽ không bị giảm giá trị suốt một thời gian khá dài. Diệp Huyên thu nhẫn không gian về, sau đó rời khỏi nơi này. Hắn bước vào trong một mảnh tinh không, nhìn một vòng xung quanh rồi mỉm cười, tiểu tháp, chúng ta nên đến vũ trụ tiếp theo rồi. Tiểu tháp nói, đúng vậy. Diệp Huyên cười hỏi, tiểu tháp, người có mong chờ gì ở thế giới lần này không? Tiểu tháp im lặng một lát mới đáp, mong người ở thế giới tiếp theo mạnh chút, nếu không thì chán lắm. Cuộc đời cần có chút độ khó thì mới thú vị. Diệp Huyên cười ha ha, đúng. Chúng ta tới từ biệt Linh Thiên tộc trưởng nào. Dứt lời, hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Linh giới. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên trước mặt mình, khẽ nhíu mày, người muốn đi à? Diệp Huyên gật đầu, đến lúc nên rời đi rồi. Linh Thiên cảm thấy khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát mới đáp, ở nơi này đã không còn đối thủ nữa. Biểu cảm của Linh Thiên cứng đờ. Diệp Huyên đột nhiên cười nói. Linh Thiên trưởng lão, cô có biết chỗ nào nguy hiểm một chút không? Linh Thiên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, người nghiêm túc đấy à? Diệp Huyên gật đầu, nơi càng nguy hiểm thì càng tốt. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, vậy có lẽ có một nơi khá phù hợp, nhưng chỗ đó thật sự rất nguy hiểm. Diệp Huyên cười ha hả, càng nguy hiểm càng tốt. Linh Thiên im lặng một lát mới nói, tử nhân giới. Diệp Huyên nhíu mày, tử nhân giới. Linh Thiên gật đầu, một nơi rất thần bí, người của lục giới cũng không dám tới, kể cả cường giả phá giới cảnh. Diệp Huyên cười nói, tới đó bằng cách nào? Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, người không định tìm hiểu trước sao? Diệp Huyên lắc đầu, không cần. Linh Thiên do dự một lát, sau đó cũng chỉ vào giữa trán Diệp Huyên. Ầm. Một luồng thông tin được truyền vào giữa trán Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Linh Thiên trưởng lão, cáo từ. Dứt lời, hắn liền muốn đi. Mà lúc này, Linh Thiên đột nhiên nói, chờ chút. Diệp Huyên nhìn Linh Thiên, sao vậy? Linh Thiên trầm giọng nói, ta hiểu ngươi muốn mạo hiểm, muốn kích thích, thế nhưng chỗ kia thật sự không đơn giản chút nào, sau khi ngươi tới đó nhớ phải cực kỳ cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, ừ. Linh Thiên khẽ gật đầu, bảo trọng. Diệp Huyên cười nói, gặp lại sau. Nói xong, hắn liền ngự kiếm, biến mất ở cuối chân trời. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên lướt vụt ở phía chân trời xa xa, lông mày khẽ nhíu. Diệp Huyên rời khỏi lục giới, đi thẳng đến tử nhân giới. Tử nhân giới. Hắn không hề sợ hãi. Vì sao ư? Bởi vì nghe xong cái tên này hắn liền biết nơi đó tràn đầy tử khí. Mà hắn thì có thể hấp thu được tử khí. Còn nữa, với thực lực hiện giờ của hắn, nếu rút kiếm thanh huyên ra thì nào ai dám giao đấu ngoài tam kiếm chứ? Hắn không dám tự nhận bản thân vô địch, nhưng hắn cảm thấy trong thiên hạ này ngoài tam kiếm ra thì không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên không khỏi bật cười, có vẻ hắn hơi kiêu ngạo rồi thì phải. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Giờ chúng ta nên giả bộ khiêm tốn hay giả bộ huênh hoang?
Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, ngươi thấy sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, hay là chúng ta giả heo ăn thịt hổ nhỉ? Ta cảm thấy như vậy khá ổn, làm bộ yếu quá để mấy kẻ ngu ngốc tới khiêu khích, sau đó chúng ta đánh bọn chúng tan tành, rồi tiếp nữa đến cái đám thông minh hơn tới thì sẽ lập tức chịu thua chúng ta, nếu như kẻ địch không có IQ gọi chống lưng tới thì chúng ta lại tiếp tục. Diệp Huyên. Tiểu Tháp tiếp tục nói, vờ huênh hoang cũng được, dù sao với thực lực hiện giờ, chẳng kẻ nào có thể đánh nhau với chúng ta ngoài Tam Kiếm. Mà Tam Kiếm thì lại là người mình, nếu đã vậy, tại sao chúng ta không huênh hoang tí? Tại sao không làm vậy chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, có lý đấy. Dứt lời, hắn bật cười ha hả, tăng thêm tốc độ. Không lâu sau, Diệp Huyên và Tiểu Tháp đã tới Tử Nhân Giới. Vừa bước vào Tử Nhân Giới là lông mày Diệp Huyên đã nhíu chặt, hắn đã biết vì sao nơi này lại được gọi là Tử Nhân Giới rồi. Nơi này quả thật quá mức âm trầm. Hơn nữa, chẳng có chút hơi thời sự sống nào cả, chỗ nào cùng quái quái. Diệp Huyên nhìn lướt xung quanh, sau đó đi về phía xa, chỉ chốc lát hắn đã tới cạnh một bờ sông, đi đến một cái bi đỏ như máu, trên tấm bia có khắc hai mấy chữ, sông Tử Nhân. Sông Tử Nhân. Diệp Huyên đánh giá bờ sông này một lát. Nước sông đục ngầu, hơn nữa còn bị bao phủ bởi một luồng sức mạnh thần bí, nên căn bản không nhìn thấy đáy sông. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, Tiểu Tháp, người có muốn xuống coi thử không? Tiểu Tháp nói khẽ, Tiểu Chủ, người sợ hả? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, sao có thể? Tiểu Tháp nói, với thực lực hiện giờ của Tiểu Chủ thì chẳng ai giết được người hết, Tiểu Chủ đi tới đâu chẳng khác nào lão đại ở đó. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu, có lý phết. Dứt lời, hắn đi về phía sông Tử Nhân, lúc tới bên bờ sông thì lông mày hắn bỗng nhíu lại, lúc này, nước sông đột nhiên cuộn lên, ngay sau đó một cô gái chậm rãi bay từ bên trong ra. Cô gái khoác một tấm sa mỏng màu đỏ nhạt, dáng người uyển chuyển bên trong như ẩn như hiện, vô cùng hút hồn người khác. Là kiểu vải mỏng dính nước hút hồn người. Diệp Huyên đột nhiên nghĩ tới những câu từ này. Cô gái liếc Diệp Huyên nhưng không nói gì, sau đó lấy một chiếc lược ra bắt đầu chải tóc, động tác của nàng ta vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói thầm trong lòng, Tiểu Tháp, giờ chúng ta nên làm gì? Tiểu Tháp nói, đánh nàng ta. Mặt Diệp Huyên đen lại, cứ thế đánh luôn à? Tiểu Tháp nói, coi bộ cô gái này cũng là một cao thủ, đánh vài chiêu thôi, đừng đánh chết là được, mục đích của chúng ta là cầu bại chứ không phải giết người. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái ở phía xa, nàng ta đột nhiên nói, có chuyện gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, muốn đánh nhau. Cô gái khẽ nhíu mày, đánh nhau. Diệp Huyên cười ha ha, đúng vậy. Cô gái ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, được thôi. Diệp Huyên toàn nói gì đó thì cô gái lại đột nhiên biến mất khỏi vị trí kia. Diệp Huyên khẽ nheo mắt, trỏ ngón cái một cái, kiếm Thanh Huyên liền bay thẳng ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, đồng tử của Diệp Huyên bỗng co rụt, bởi vì hắn phát hiện kiếm Thanh Huyên lại quay về vỏ một cách kỳ quái. Chuyện gì vậy? Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng thì cái tay kia đã túm lấy cổ hắn. Quỳnh! Trong chớp mắt, cả người Diệp Huyên lập tức vỡ ra, cùng lúc đó, tay của cô gái cũng chỉ thẳng vào giữa trán của linh hồn Diệp Huyên. Linh hồn của Diệp Huyên run mạnh, sau đó như bị cố định ở một vị trí. Diệp Huyên ngỡ ngàng, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ người. Cho dù muốn giả và khiêm tốn thì cũng đừng khiêm tốn đến mức đó chứ. Người làm vậy là quá đà rồi á, Diệp Huyên. Cô gái nhìn Diệp Huyên, mấy trăm vạn năm qua, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người đưa ra yêu cầu này. Diệp Huyên. Cô gái đột nhiên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên liền bay thẳng tới tay nàng ta, tay phải của nàng ta cũng chỉ kẹp lấy thân kiếm Thanh Huyên. Sau đó lướt dần đến chỗ mũi kiếm, lúc chạm đến đó thì hai tay bỗng nhiên tăng thêm sức. Kiếm Thanh Huyên run mạnh. Không bị vỡ nhưng trên thân kiếm Thanh Huyên lại xuất hiện một vết nứt. Song chỉ một lát sau đã khôi phục bình thường, không chỉ vậy, ngón tay cô gái còn xuất hiện một vết rạch, máu tươi rỉ ra. Nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Thế mà lại làm nứt được kiếm Thanh Huyên. Má nó chứ. Lần này ra rẻ thất bại mất rồi. Cô gái nhướng cao lông mày,
nàng ta nhìn Diệp Huyên, kiếm này của ngươi thú vị phết. Diệp Huyên trầm mặc. Nói gì cơ? Tạo nét thất bại, hắn không còn lời nào để nói. Cô gái đột nhiên mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp liền xuất hiện bên trên, nàng ta đánh giá tiểu tháp một lát, sau đó nói, nghịch thời gian. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người đánh nàng ta đi. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Cô gái liếc tiểu tháp đánh giá, có vẻ hắn không đánh lại ta. Tiểu tháp trầm giọng nói, người nói linh tinh, tiểu chủ của ta vừa mới vô địch, sao lại không đánh bại được ngươi? Chẳng qua tiểu chủ muốn khiêm tốn chút thôi, tiểu chủ, xử nàng ta. Diệp Huyên. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, người đang khiêm tốn sao? Diệp Huyên. Tiểu tháp lại nói, chắc chắn rồi, dưới tam kiếm thì chẳng ai có thể giết được tiểu chủ của ta. Diệp Huyên trầm mặc. Hiện giờ hắn có chút ngại ngùng. Nghe thấy lời tiểu tháp nói, cô gái liếc Diệp Huyên bằng ánh mắt đánh giá, tiểu chủ của ngươi hình như không giỏi lắm nhỉ. Tiểu tháp vừa muốn nói gì đó thì Diệp Huyên đã chen ngang, tiểu tháp, đừng chém gió nữa. Tiểu tháp ngây sững, sau đó mới nói, tiểu chủ, người đừng giấu thực lực nữa. Xử nàng ta đi, bắt nàng ta phải cam lòng thần phục. Diệp Huyên, cô gái nhìn tiểu tháp trước mặt, trong mắt lóe lên một nét cười nghiền ngẫm. Một người một tháp này khá thú vị đó chứ. Tiểu tháp còn định nói gì thì cô gái bỗng quay đầu lại, đằng xa có bốn người mặc áo tang, đội mũ tang, giữa trán còn dán một lá bùa trắng, mà bên dưới lại là một khuôn mặt thối rữa đi tới. Bốn người còn bưng một cái hộp quà. Khi bốn người họ xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống giống như rơi vào hầm băng vạn năm. Chẳng những vậy, xung quanh còn quanh quẩn một khúc nhạc quỷ dị rùng rợn. Nó giống như tiếng trẻ con khóc nỉ non nhưng lại hơi thảm thiết, nghe cực kỳ ớn lạnh. Lúc này, cô gái xoay người, trên người nàng ta chợt xuất hiện một cái trường bào màu đỏ che khuất dáng người quyến rũ kia. Cô gái nhìn bốn người, mặt mày lạnh tanh. Tên người thối giữa dẫn đầu khàn khàn nói, chiêu chủ, xin hãy nhận lấy. Cô gái híp mắt lại, cút. Tên người thối giữa kia hơi khom lưng, cáo từ. Gã nói xong bèn thả hộp quà xuống rồi nhìn về phía Diệp Huyên, thoáng chốc, một luồng khí đen chợt phun ra từ trong người gã, sau đó xông thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, mẹ nó, tên không lông kia có ý gì đây? Người ta bảo ngươi cút, ngươi lại đến đánh ông đây. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không thể ra tay vì linh hồn đã bị cô gái kia khóa lại. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có con bài chưa lật. Kiếm khí trong cơ thể khẽ rung lên. Luồng kiếm khí này chính là luồng kiếm khí của cha mà hắn đã cướp được từ trong tay công chúa linh giới kia. Diệp Huyên cũng không muốn dùng nó cho lắm vì đây chính là một trong những đòn sát thủ của mình. Hơn nữa, nó còn chỉ có một luồng. Nếu dùng thì sau này muốn có là tuyệt đối không có khả năng. Ngay khi Diệp Huyên định lấy ra luồng kiếm khí ấy thì cô gái kia bỗng vung tay lên, vô số khí đen lập tức tan thành mây khói. Tên người thối giữa dẫn đầu nhìn về phía cô gái, chiêu chủ, tử chủ đã nói bên cạnh người không thể có người đàn ông khác. Cô gái nhìn chằm chằm vào tên người thối giữa kia nói, trở về nói cho hắn ta biết nhân loại bên cạnh ta là người đàn ông của ta, hiểu. Diệp Huyên đen mặt. Mẹ nó. Người phụ nữ kia đang lấy mình là lá chắn. Tên người thối giữa nghe thấy câu nói đó của cô gái thì khẽ cau mày, thịt thúi trên mặt gã tức thì như sắp sớt đến nơi, trông cực kỳ buồn nôn. Cô gái chậm rãi siết chặt nắm tay, nếu không cút thì ta sẽ giết chết các ngươi. Tên người thối giữa im lặng một lát rồi khẽ khom lưng, sau đó bèn dẫn theo ba tên còn lại xoay người rời đi. Cô gái xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, liếc mắt đánh giá hắn, ngươi tới đây để làm gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, ta đến bái sư. Tiểu tháp. Cô gái nhíu mày, bái sư. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái liếc Diệp Huyên nói, ta thấy ngươi là đến để tìm chết. Diệp Huyên. Cô gái nhìn ra xa rồi nói, về đi. Diệp Huyên vội vàng nói, được. Hắn nói xong bèn xoay người bước đi. Nơi này không nên ở lâu, trở về tu luyện một thời gian rồi đến sau. Đúng lúc này, cô gái bỗng gọi lại, đợi đã. Diệp Huyên xoay người nhìn cô gái, kiếm khí của người đàn ông áo xanh trong tiểu tháp khẽ ngân lên.
Cô gái nhàn nhạt nói giờ ngươi không đi được. Diệp Huyên nhíu mày, là bốn kẻ người không ra người ngợm không ngợm ban nãy. Cô gái gật đầu. Diệp Huyên thấy vậy cau mày. Bấy giờ, cô gái lại mở miệng, dù ta bảo vệ ngươi đi ra ngoài thì họ cũng sẽ không tha cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cô nương, rốt cuộc đây là chỗ nào? Cô gái ngó Diệp Huyên, ngay cả đây là nơi nào cũng không biết mà ngươi còn đến. Diệp Huyên cười mỉa, lỡ ấy mà. Cô gái khẽ lắc đầu, ta không giết ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Nàng ta nói xong bèn xoay người đi về một phía. Diệp Huyên chần chờ rồi vội vàng theo sau. Cô gái bỗng dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, người đi theo ta làm gì? Diệp Huyên do dự rồi nói, ta sợ chết. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên bị nhìn mà tê cả da đầu, chần chờ một chút rồi nói, chiêu cô nương. Cô gái lại lắc đầu, người đó, nói chuyện chẳng có câu nào là thật. Đi theo ta. Nàng ta nói xong bèn đi về phía xa. Diệp Huyên vội vã đi theo. Một lát sau, cô gái đã dẫn Diệp Huyên đi đến trước một ngôi chùa cổ cũ nát. Ngôi chùa này ở trong núi, xung quanh cực kỳ âm u. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, hơi câm nín. Nơi này y như là âm phủ vậy. Diệp Huyên ngó cái bảng tên chùa, bên trên có khắc ba chữ to màu đen, chùa Hồng Chiêu. Cô gái dẫn Diệp Huyên vào chùa, bên trong rất đơn giản, chỉ có một đống lửa trại, còn ngoài ra thì chẳng còn gì hết. Nàng ta ngồi trước đống lửa, liếc Diệp Huyên một cái, Diệp Huyên cũng vội vàng ngồi xuống. Hắn chần chờ một chút rồi hỏi, chiêu cô nương, tại sao trước đó cô ra tay với ta thì kiếm của ta lại trở về vỏ của nó? Cô gái nhàn nhạt nói, ngược thời gian. Diệp Huyên nhíu mày, ngược thời gian. Cô gái gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 186.